Nhà đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu bộ truyện Hoàng Phi Thiên Hạ Tự gốc là đích nữ độc thê của tác giả Thanh Thanh Du Nhi Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 96, khi Tây Lương tỉnh vào phòng thì thấy Tây Lương mặt lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, bên ngoài tuyết chậm chậm rơi, có tia sáng trong trẻo nhưng lạnh giá chiếu vào gương mặt xinh đẹp như lan của nàng, mang đến một cảm giác mê muội khác thường. Thấy hắn đến, Tây Lương mặt nhìn về phía hắn thản nhiên nói, hôm nay tâm trạng của thế tử gia tốt thế cơ à, đến thăm muội muội sao? Tây Lương tỉnh không nói gì, đi thẳng tới trước mặt nàng, im lặng ngồi xuống nhìn nàng, thì sao? dù sao ta cũng là ca ca của ngươi nghe nói ngươi không khỏe bị cảm lạnh không thể tới thăm ngươi sao ngữ điệu của hắn dịu dàng hiếm có tây lương mặt cảm thấy kỳ quái nhưng không phản ứng nhiều dù sao hiện nay tuy không còn nhiều qua lại với phủ tỉnh quốc công nhưng chưa tới lúc trở mặt nàng chỉ khẽ gật đầu vậy làm phiền ca ca quan tâm tới muội muội hôm nay đúng là muội muội cảm thấy không khỏe nếu ngươi đã tới rồi thì uống chén trà đi nói xong nàng sai bạch trân dân loại trà tốt nhất lên trước mặt Tây Lương Tĩnh. Tây Lương Tĩnh cầm lên uống một ngụm. Bỗng nhìn về phía Tây Lương Mạc, nghe nói ngươi biết nấu trà đậu miêu cương. Tây Lương Mạc không ngạc nhiên vì hắn biết, chuyện nàng pha trà cho người bên cạnh uống cũng chẳng phải bí mật gì, nàng gật đầu, đúng vậy. Có thể pha cho vi huynh một chén được không? Hắn nhìn về phía Tây Lương Mạc, ánh mắt thâm sâu. Tây Lương Mạc cúi đầu uống một ngụm trà linh chi của mình, mỉm cười nói, hôm khác đi, hôm nay muội muội có chút khó chịu. Nàng không pha trà cho người không phải người một nhà. Tây lương tỉnh nhìn về phía nàng. Bỗng cười nhạt một tiếng, người chỉ pha trà cho tên hoạn quan cửu thiên tuế phải không? Vừa rồi hắn khách khí ôn hòa đến mức khiến Tây lương mặt cảm thấy kinh ngạc, nay hắn trở lại thái độ bình thường nàng lại cảm thấy quen thuộc hơn, nàng chỉ lạnh nhạt nói. Nếu ca ca muốn nói tới chuyện này thì muội muội xin khuyên một câu, Cẩn thận họa từ miệng mà ra. A cửu nhà nàng không phải loại người rộng lượng vị tha, ngược lại là một tên bụng dạ hẹp hòi tiêu chuẩn, nàng không cho rằng hắn sẽ thích Tây Lương Tỉnh khinh bỉ và mắng chửi hắn trên địa bàn của mình. Đáy mắt Tây Lương Tỉnh có vẻ giận dữ thoáng qua, đang định nói gì nữa nhưng vẫn cố gắng nhìn xuống, im lặng rất lâu. Tây Lương Mạc không để ý tới hắn, ung dung uống trà nhóm nha hoàng bên cạnh cũng đã quen với thái độ không quá tốt đẹp của vị thế tử gia này với quận chúa nhà mình, đương nhiên cũng mặc kệ hắn, chỉ chờ lát nữa hết giờ nội thân thăm hỏi rồi bảo hắn cút là được. Im lặng một lát, Tây Lương tỉnh lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nói, phụ thân chuẩn bị cho ta một cuộc hôn nhân. Tây Lương mặt ngẩn ra rồi mỉm cười, vậy sao? Chúc mừng! Không biết tiểu thư nhà nào mà may mắn như vậy. Tây Lương tỉnh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, ta không muốn thành thân. Tây Lương Mạc có chút khó hiểu, ngươi không muốn lấy vợ thì liên quan gì đến ta. Nhưng nàng vẫn nhàn nhạt nói, nếu đại ca ca không hài lòng với cô gái đó thì có thể xin phụ thân tìm một cuộc hôn sự hài lòng hơn cũng được, thành thân là chuyện lớn nối dõi tông đường. Nói xong, nàng dững dưng hạ tầm mắt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng không thích ai khác ngoại trừ bách Lý Thanh dùng ánh mắt này nhìn nàng chầm chầm cho dù hắn là ca ca có huyết thống với nàng. Đây là lời ngươi muốn nói à? Tây Lương Tĩnh bỗng cảm thấy trái tim hơi lạnh, nhìn Tây Lương Mạc lẩm bẩm. Tây Lương Mạc không nói gì, vẫn nửa nhắm mắt như trước. Tây Lương Tĩnh than khẽ một tiếng, kiềm chế đau đớn khó hiểu trong lòng, đứng dậy nặng nề nói, nếu muội muội khỏe mạnh thì ta đi trước đây. Tây Lương Mạc gật đầu, sai tỳ nữ bên cạnh, tiễn thế tử gia xuất cung. Bạch Trân lập tức cười hì hì tiến lên mời Tây Lương Tỉnh đi, Tây Lương Tỉnh quay đầu nhìn Tây Lương Mạc một lần. Trong mắt có rất nhiều tâm tình bị đè nén, có điều từ đầu tới cuối Tây Lương Mạc vẫn hạ tầm mắt. Tây Lương Tỉnh cảm thấy trong lòng đau đớn tê dại không thể nhịn nổi, giống như ngàn vạn con kiến đang cắn xé, hắn nhắm mắt lại, rời đi không chút do dự. Nhìn Tây Lương Tỉnh đi khỏi, Bạch Nghị hỏi với vẻ mặt khó hiểu thế tử gia này tới chỗ chúng ta nói toàn chuyện không đâu rồi bỏ đi, thế là thế nào vậy? Tây Lương Mạc ngồi yên lặng, chỉ nhàn nhạt nói, không biết. Có một số việc không biết tốt hơn là biết. Ông đây là đường ranh giới, khụ khụ, trong Hương Lan cung thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan yếu ớt của nữ tử. Công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ? Tiếng nam tử nhã nhặn mang theo lo lắng rõ ràng. Vâng, không sao. Khụ khụ đa tại ninh vương điện hạ quan tâm trinh nguyên công chúa mặt mày tái nhật uống một ngụm nước từ cái chén trong tay ninh vương suy yếu tựa lên đệm mềm phía sau ngày ấy bị bách lý thanh bóp cổ dìm xuống nước nàng không chỉ bị thương cổ họng còn bị gãy hai chiếc xương sườn khi bị kéo vào trong điện tuy đã bôi loại thuốc bí truyền của tây địch nhưng thương thế không thể dễ dàng khỏi hẳn nàng mang vẻ mặt ốm yếu làm bớt đi ba phần diễm lệ lại thêm vài phần mảnh mai có một phong thái động lòng người khác lạ, khiến Ninh Vương mềm lòng, lại rót thêm một chén trà ấm cho nàng, cẩn thận một chút, đừng để bị nhiễm lạnh nữa, nữ nhi thân thể mảnh mai, nếu để lại bệnh tật gì là không tốt đâu. Trinh Nguyên lặng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của Ninh Vương, trong lòng than thở, nếu là lúc khác nàng nhất định sẽ rung động vì vẻ dịu dàng của hắn. Có điều sau khi nhìn thấy phong thái vừa đáng sợ vừa mê người như cây thuốc viện của nam nhân kia, trong lòng nàng không cách nào có chỗ cho sự dịu dàng của Ninh Vương nữa. Chỉ là, cuối cùng nàng sẽ phải gả cho Ninh Vương, nghĩ vậy, Trinh Nguyên khẽ thở dài một hơi, cổ họng ngứa ngứa lại không nhịn được ho khan. Ninh Vương ngửi mùi vị trong không khí, giờ mới phát hiện mùi lửa than trong cung này hơi nồng, không khỏi nhăn mày nhìn về phía tế hương, bực bội hỏi, than lửa thế này rất ngạt thở, sao không dùng than bạc? Công chúa vốn đã rơi xuống nước bị thương cổ họng các ngươi còn không cẩn thận để ý hơn. Trinh Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tế Hương, Tế Hương lập tức hiểu ý, có chút tức giận bất bình nói, không biết vì sao mấy ngày nay trời đông giá rét, nô tỳ đã tới phủ nội tạo để lấy than bạc, thế nhưng người của phủ nội tạo nói năm nay than bạc có hạn, nên ngoại trừ đưa tới chỗ cửu thiên tuế và bệ hạ thì phần lớn được đưa tới chỗ thiên tuế vương phi, có người nói thiên tuế vương phi cực kỳ sợ lạnh nên lượng dùng rất lớn, nhóm nữ quan bên cạnh thiên tuế vương phi còn đặc biệt. Dặn dò không được tùy tiện đưa than bạc cho người khác. Phải qua sự phân phối của bọn họ. Lời này rõ ràng đang chỉ trích Tây Lương mặt khắc khe với Trinh Nguyên công chúa. Ninh Vương hơi nhăn mày, thế nhưng bản Vương thấy chỗ Thái Bình cô cô và vài vị Thái Phi đều có than bạc. Tế Hương sửng sốt, không ngờ Ninh Vương là người hiểu lễ chí hiếu, vì vậy thường xuyên tới thăm những thái phi tính tình an phận nên không bị đưa đi xuất gia. Nàng ta không khỏi ngẩn ra, thấy Ninh Vương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình mới có vẻ quyết định thật nhanh, quán giận nói, vậy nô tỳ cũng không hiểu có chuyện gì. Có lẽ nô tài của phủ nội tạo thấy công chúa chúng ta là người dị quốc sắp gã tới nên mới nói là thiên tuế vương phi cần để không cho chúng ta. Trinh Nguyên hợp thời ho khẽ một tiếng, mềm mại nói, vương gia không cần để trong lòng chỉ tại đám nô tài đang nói luyên thuyên mà thôi trinh nguyên cũng không mảnh mai như thế ninh vương im lặng một lát rồi ôm hòa cười với nàng trinh nguyên đừng lo lắng mấy năm nay quốc khố thiếu hụt nên phủ nội tạo thiếu thốn cũng là bình thường lát nữa ta sai hạ nhân đưa mấy sọc than bạc tới sau này thang trong cung của ngươi cứ lấy từ phân lệ của ta là được trinh nguyên công chúa nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn nhẹ nhàng cười vậy tạ ơn vương gia chờ Ninh Vương đi rồi một bóng người cao lớn mang mặt nạ mới mở một cánh cửa trên tường đi ra, nhìn nàng mỉa mai nói, không ngờ mỹ sắc của Trinh Nguyên công chúa đệ nhất mỹ nhân Tây địch chúng ta cũng có lúc mất hiệu lực, Ninh Vương dường như càng bảo vệ vị thiên tuế Vương Phi không xinh đẹp bằng ngươi hơn nhỉ. Trinh Nguyên công chúa lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều không có đầu óc à. Nàng đương nhiên nghe ra Ninh Vương không tin Tây Lương Mạc sẽ khắc khe nàng, tuy vừa rồi lời nói có vẻ bảo vệ nhưng trong ngoài đều nghe ra hắn tin tưởng tây lương mạc hơn loại tin tưởng này vô cùng kỳ quái không biết bắt nguồn từ đâu không biết kết quả ra sao nàng thầm nghiên cứu rất lâu cũng không tìm được lý do không biết nguyên do nàng rất khó ra tay phá hoại loại tin tưởng này nếu dùng lực quá mạnh ngược lại dễ khiến ninh vương hoài nghi cũng giống như hôm nay nàng thấy không ổn lập tức tạm dừng hành động bôi đen tây lương mạc dù sao ninh vương cũng là hoàng tử trưởng thành duy nhất còn sống sót trong cuộc tranh đấu kịch liệt của hoàng tộc thiên triều hắn tuyệt đối không phải đồ ngốc ví dụ như đối với nàng ninh vương không tỏ vẻ hắn là một người hoa mắt ù tai chỉ cần nàng nói hắn sẽ tin ngươi không cảm thấy ngươi nên đổi đối tượng khác mà ra tay à dựa vào mỹ mạo của ngươi lãng phí trên một nam nhân là rất đáng tiếc nam nhân đeo mặt nạ cười khẩy một tiếng không cần ngươi dạy ta phải làm thế nào trinh nguyên lạnh lùng nhìn hắn những gì ta nên làm tự khắc sẽ làm ngữ khí không chút thách khí của nàng khiến nam nhân kia nghẹn lời hắn cứng lại một lát rồi cười lạnh ngươi tưởng ta muốn nói nhiều với ngươi à chỉ vì nhị hoàng tử có tin truyền tới tốt nhất ngươi nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho ngươi nếu không cuộc sống của mẫu thân của ngươi sẽ không dễ chịu đâu nói rồi tiện tay vứt một phong thư cho nàng Đáy mắt Trinh Nguyên công chúa hiện lên một tia hận thù, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, vương tay nhận lấy lá thư, lạnh nhạt nói với nam nhân đeo mặt nạ, ngươi có thể đi rồi. Nam nhân kia cười một tiếng khinh miệt, xoay người về phía trong tường, cửa ngầm đóng lại không một tiếng động, hoàn toàn không nhận ra dấu vết. Trinh Nguyên công chúa mở phong thư ra đọc một lượt rồi lạnh nhạt nói với tế nguyệt, buổi tối ta muốn ra ngoài, ngươi chuẩn bị dịch dung thành ta nằm trên giường, không gặp ai nếu có người tới ngươi chỉ cần không nói câu nào là dược tuy đây không phải lần đầu tiên tế nguyệt sắm vai trinh nguyên công chúa nhưng lần này trinh nguyên công chúa kinh động cửu thiên tuế đáng sợ kia và tư lễ giám điều này khiến nàng ta thấp thỏm bất an lại không dám cãi lệnh chỉ cắn môi đáp lời năm nay mưa tuyết đặc biệt lớn sau khi vào đêm cả vườn ngự uyển chìm trong im lặng chỉ có vài cung nhân nhất định phải ra ngoài làm việc mới đi lại bóng người xa xăm mà từ khi thái bình đại trưởng công chúa bị cấm túc ở cung hoa trân thì người càng thưa thớt tối nay cung hoa trân vẫn yên lặng tắt đèn sớm như mọi ngày tâm tư của thái hậu nương nương quả là khéo léo tiếng cười như có như không của trinh nguyên công chúa vang lên trong tẩm điện ánh mắt nàng hướng về phía chăn bông dày trên cửa sổ mỗi một cánh cửa sổ đều được treo chăn bông như thế khiến cho người giám thị cung hoa trân đều cho rằng chủ tớ trong cung đã đi ngủ Thái Bình đại trưởng công chúa ngồi trên ghế dài, vương tay ưu nhã hơ trên bếp lửa, giọng nói lành lạnh nói, đêm đông giá rét, nếu ngươi tới chỉ để nói những lời vô ích này thì ngươi có thể đi rồi. Trinh Nguyên công chúa mặc một bộ trang phục cung nữ tầm thường hít vào một hơi, nói như có phần oán giận, thái hậu nương nương. Vì sao ngài luôn lạnh lùng đuổi người ta như thế, cho dù không có chuyện gì Trinh Nguyên không thể tới trò chuyện với thái hậu nương nương sao? Thái Bình đại trưởng công chúa trực tiếp nói, bản cung và ngươi không có chuyện gì để nói, vì vậy không thể. Nàng làm theo ý mình đã quen, nếu không thích một người thì dù người đó lấy lòng thế nào cũng vô dụng. Trinh Nguyên công chúa sửng sốt, có chút xấu hổ nhưng lấy lại dáng vẻ bình thường rất nhanh, mỉm cười nói, Thái hậu nương nương, nhị ca ca của ta hỏi đáp án của ngài. Ngài suy nghĩ thế nào rồi, nếu ngài đã nghĩ xong thì có nên cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục không? Thái Bình đại trưởng công chúa dừng bàn tay đang sưởi ấm, im lặng giống như hoàn toàn không nghe thấy Trinh Nguyên công chúa đang nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chầm chầm bếp sưởi tinh xảo kia như có thể tìm được cái gì trên đó. Trinh Nguyên công chúa cực kỳ kiên nhẫn, cũng im lặng chờ một bên. Không biết thời gian qua bao lâu, lâu đến mức cái bình điêu khắc vang lên ba tiếng, chứng tỏ đêm đã sâu, đã tới canh ba. Trinh Nguyên mới phát hiện bọn họ đã ngồi ở đây đủ hai canh giờ nàng ta hít một hơi, thầm xoa chân, ngay khi nàng ta cho rằng mình còn phải chờ đợi tiếp thì bỗng nghe Thái Bình đại trưởng công chúa khàn khàn nói, Minh Nguyệt, đi lấy cái hộp thứ hai bản cung đặt ở bảo cắt trong buồn sưởi tới. Minh Nguyệt vốn ngồi ngoài tẩm điện sắp ngủ gật, đột nhiên nghe tiếng gọi của Thái Bình đại trưởng công chúa, lập tức đứng dậy lắc cái chân tê dại của mình, mơ màng đáp lại, tới buồn sưởi bên cạnh. Chỉ chốc lát sau đã mang tới một cái hộp nhìn có vẻ rất bình thường. Thái Bình đại trưởng công chúa nhận lấy. Lấy vết son phía trên ra, từ trong đó lấy ra một chiếc ngọc tỷ. Trinh Nguyên ánh mắt sáng ngời tinh thần chấn động, lập tức lấy một quyển lụa màu vàng, vàng hoàng kim ra giao cho Thái Bình đại trưởng công chúa. Thái Bình đại trưởng công chúa do dự rất lâu mới cắn răng đè ngọc tỷ lên mảnh lụa, sau đó ném ngọc tỷ vào trong hộp như cực kỳ chán ghét, cứng rắn nói, được rồi, ngươi có thể cút. Nhưng chuyện các ngươi hứa với bản cung nếu không làm được thì đừng trách bản cung trở mặt." Trong lòng Trinh Nguyên công chúa vui mừng, lập tức thu cúng lộ vàng vào trong lòng mình, nói với Thái Bình đại trưởng công chúa, "Đương nhiên rồi, ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ hết sức che chở Thái tử điện hạ." Cút. Thái Bình đại trưởng công chúa có vẻ cực kỳ không nhịn được, nổi giận quát, gương mặt luôn lạnh lùng kiêu ngạo dần hiện lên vẻ suy sụp và dữ tợn. Trinh nguyên công chúa không để ý mình bị quát chỉ cung kính nói vậy tạ ơn thái hậu nương nương sau đó nàng ta đi ra điện ngoài trên một bức tường của điện ngoài mở ra một cánh cửa nàng ta chui vào cánh cửa lặng lẽ khép lại thái bình đại trưởng công chúa giống như bị hút hết sức lực toàn thân không còn kiêu ngạo như trước nằm thẳng trên ghế dài nước mắt rơi như mưa thì thào tự nói phụ hoàng mẫu hậu hoàng huynh xin lỗi không phải ta muốn phản bội quốc gia, chỉ là ta. Không thể nào nhìn thừa kiền sống không bằng chết. Xin lỗi, xin lỗi. Tiếng nước nở văng vẳng trong cung điện rộng lớn, buồn bã và vắng lặng. Đường ranh giới, thời gian lưu chuyển, tuyết rơi một thời gian rất nhanh lại tới cuối năm. Hiếm khi nào ông trời nể mặt cho một ngày nắng đẹp. Khắp đất trời bị tuyết phủ trắng xóa, tuyết động đầy cây, nhìn như một vườn cây bằng ngọc, dưới ánh mặt trời hơi trắng có vẻ cực kỳ xinh đẹp thu sơn có suối nước nóng động vật đều thừa dịp thời tiết tốt tới bên bờ suối một con hô sao to lớn dẫn đàn của mình đang cúi đầu uống nước nóng bỗng nó cảnh giác ngẩng đầu lên giơ chân trước xoay người chạy trốn thế nhưng đã muộn một mũi tên mạ vàng điểm lông vũ đen phóng tới nhanh như chớp bắn thủng đầu nó lực mạnh đến mức thậm chí đóng nó trên cây khiến đám hô sao khác chạy trối chết rừng cây vốn yên lặng bỗng chốc tuôn ra rất nhiều cẩm y vệ mặt phi ngư phục, thúc ngựa đuổi theo đám hô sao này. Mau mau, đừng để chúng chạy. Bắt được thiên tuế có thưởng. Ia. À. Tây lương mặt nhìn cảnh tượng vây săn náo nhiệt, cầm lò sưởi tay lười biến nói, chật, thì ra ngươi dẫn ta tới để săn thú à. Đám hô này đáng yêu như vậy, các ngươi sao có thể xuống tay được. Bách Lý Thanh ngồi trên ghế thái sư tử đàn khắc hoa dưới tàn cây liếc mắt nhìn Tây Lương Mạc nằm ườn trên ghế, không để ý tới những người xung quanh mà vươn tay ra ôm lấy nàng lên đùi mình, cười khẩy một tiếng, được rồi, nha đầu lười nhà ngươi muốn làm ổ trong phòng không ra ngoài chứ gì, trời lạnh thế này phải ra ngoài đi lại nhiều mới tốt, đừng có không biết cảm kích như thế, bản tọa còn không thèm dẫn người khác lên thu sơn đâu, ngươi ngày ngày ở trên giường ăn ngủ ngủ ăn, định nuôi thành heo đấy à. Tây Lương Mạc kiếp trước sinh ra ở miền Nam, sợ nhất là lạnh kiếp này tuy xuất thân ở kinh thành nhưng khi còn trẻ từng bị phạt quỳ giữa trời tuyết tổn thương thân thể vì vậy cũng sợ lạnh chỉ cần một chút gió một chút tuyết là hận không thể nằm lì trên giường không đi đâu hết đương nhiên điều này cũng tiện cho lão yêu ngàn năm nào đó muốn ngủ là ngủ tay lương mặt suy tính mãi nàng tình nguyện bị lão yêu ngàn năm làm chết trên giường cũng không muốn chết trong tuyết ở bên ngoài chuyện này khiến đám bạch trân không biết nói sao đương nhiên cửu thiên tuế không có ý kiến gì hết. Thế nhưng khi Tây Lương Mạc Nhất quyết làm ổ trên giường nửa tháng, cuối cùng Bách Lý Thanh không thể chịu nổi nữa, kéo nàng ra ngoài. Đừng nói điêu, không phải ngươi còn dẫn theo người khác kia à. Tây Lương Mạc cười mỉa lời nói của Bách Lý Thanh, sau đó vươn tay chỉ một bóng người màu đỏ diễm lệ, và một bóng trắng luôn im lặng bất động. Một người là Trinh Nguyên Công Chúa, một người là Thái Bình Đại Trưởng Công Chúa. Trinh Nguyên công chúa thấy Bách Lý Thanh ôm Tây Lương Mạc lên đùi, hai người khe khẽ nói nhỏ. Bầu không khí vô cùng thân thiết, trong lòng nàng ta đột nhiên thấy bực bội. Sau đó, nàng ta đi tới, mỉm cười khiêu khích với Bách Lý Thanh, "Thiên Tuế gia, nghe nói lực cánh tay của ngươi hơn người, không biết có dám đấu một trận với Trinh Nguyên không?" Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 97: Trinh Nguyên công chúa mỉm cười khiêu khích với Bách Lý Thanh thiên tuế gia, nghe nói lực cánh tay của ngươi hơn người, không biết có dám đấu một trận với Trinh Nguyên không? Bách Lý Thanh chỉ nhàn nhạt liếc nàng ta một cái rồi cười cười với Tây Lương Mạc, làm sao? Ghen rồi à? Tây Lương Mạc vương một ngón tay phe phẩy trước mặt hắn, vẻ mặt khiêm tốn hỏi, da, đây là mấy? Bách Lý Thanh không hiểu được hành động của nàng, nhướng mày nói, đây là một, làm sao, lẽ nào đây là hai? Tây Lương Mạc lắc đầu, nếu gia không ngốc thì sao lại hỏi vấn đề vừa rồi? Ngài quên thân phận của ngài rồi sao? Ghen vì một thái giám chẳng phải nực cười hay sao? Bách Lý Thanh nghe vậy bật cười một tiếng, nhéo cái eo nhỏ của nàng, nha đầu nhà ngươi càng ngày càng to gan. Đối với cử chỉ hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của nàng, coi nàng như trong suốt này, Trinh Nguyên buồn bực trong lòng, thế nhưng trước giờ nàng không phải người thích tranh cãi, nên chỉ lặng lặng đứng trước mặt bọn họ, giờ bọn họ nói xong, nàng nhìn về phía tây lương mạc thiên tuế vương phi, không biết ngài có hứng đi săn không? phát hiện đối phương chuyển mục tiêu tới mình, tây lương mạc nhìn nàng ta rất hứng thú, thấy trinh nguyên thản nhiên nhếch khóe môi với mình nói lại lần nữa, đương nhiên, thiên tuế vương phi cũng là phi vũ đốc vệ, hẳn là tài bắn cung rất giỏi, cùng thử sức được không? tây lương mạc luôn luôn bội phục tinh thần xã thân tiêu khiển cho người khác của những kẻ lành sẹo quên đau thế này vì thế ngữ điệu có phần cười cợt nói, công chúa Điện Hạ quá khen, Tây Lương Mạc không có bản lĩnh như ngài. Vị công chúa Điện Hạ này đúng là có chút bản lĩnh. Tố chất tâm lý không tệ, khi đó Tây Lương Sương bị nàng giẫm gãy ngón tay đã sợ đến mức 3 năm không dám xuất hiện trước mặt nàng, vị này bị nàng hành hạ chết khiếp mà vẫn như không có việc gì. Trinh Nguyên công chúa quấy rầy Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh hoàn toàn coi như nàng ta không tồn tại, thế nhưng nếu nàng ta tìm tới tiểu hồ ly của hắn thì sẽ khiến Bách Lý Thanh cảm thấy hứng thú của mình bị quấy rầy, hoặc nên nói ngay từ đầu đã cực kỳ mất hứng. Không biết Trinh Nguyên nghe tin tức hắn muốn dẫn tiểu hồ ly đi săn thú từ đâu. Trực tiếp bảo sứ thần nói ra yêu cầu muốn đi theo giải sầu, còn muốn kéo Thái Bình đại trưởng công chúa đi cùng. Cố tình ninh vương tư thừa vũ kia là đồ ngốc, tuy không làm chuyện gì ngu xuẩn nhưng đã bị Trinh Nguyên mê hoặc lạc lối không nhìn sắc mặt của hắn mà cũng đứng ra khuyên bảo hắn dẫn Trinh Nguyên theo giải sầu. Sau đó các đại thần khác cũng ngu dốt phụ họa theo, hắn không nhịn được đành đồng ý, làm dáng mà thôi, không ngờ hai người này thật sự không biết điều mà theo tới. Mà điều khiến thiên tuế gia cảm thấy khó chịu nhất là nha đầu trong lòng dám nói đồ ngốc mới ghen vì hắn. Nhìn dáng vẻ hả hê của nàng hắn lại ngứa ngáy tay chân, muốn nhét một nắm tuyết vào trong cổ áo nàng, cuối cùng vẫn không nở nếu công chúa điện hạ muốn săn thú tại hạ theo cùng là được bách lý thanh bỗng quay sang nhìn trinh nguyên thản nhiên nói nghe bách lý thanh đồng ý yêu cầu của trinh nguyên không chỉ trinh nguyên vui vẻ sáng mắt lên ngay cả tiểu thắng tử hà ma ma và tây lương mạc đều có chút ngạc nhiên nhìn bách lý thanh hôm nay gia làm sao vậy trinh nguyên công chúa sợ hắn đổi ý lập tức nở nụ cười vung tay lên gọi tế nguyệt dẫn ngựa tới Tế Hương nâng cung tên, nàng lưu loát xoay người lên ngựa, cầm cung tên mỉm cười với Bách Lý Thanh, thiên tuế gia, bản cung đã chuẩn bị xong. Ánh mắt tay lương mặt hướng về phía cung tên trên tay nàng ta, cung tên đó cực kỳ tinh xảo, không biết làm từ loại gỗ gì mà toàn thân sáng bóng như ngọc thạch, dây cung rất nhỏ thế nhưng nhìn cực kỳ chắc chắn, chỉnh thể rất đẹp mắt. Bách Lý Thanh cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình, đang định nói nếu nàng không cho mình đi, chỉ cần nàng mở miệng hắn sẽ mặc kệ trinh nguyên không ngờ chỉ thấy tay lương mặt bỗng nhảy khỏi lòng hắn đạp tuyết hăng hái bừng bừng vươn tay sờ trường cung trên tay trinh nguyên cung này không tệ công chúa điện hạ tìm ở đâu thế có chỗ làm không tầm bắn thế nào trinh nguyên không hiểu Tây lương mặt muốn làm gì nhàn nhạt nói chiếc cung này chế từ một loại long cốt đặc biệt dưới đáy biển tây địch chúng ta đông ấm hè mát xúc cảm vô cùng tốt dây cung là sợi tơ của kim tàm trong biển, Long Quốc nghìn năm mới vớt được một khối, cực kỳ khó tìm. Cung này dùng mũi tên vàng hình dẹt, nữ tử dùng cung này cũng có thể đạt được tầm bắn hơn 100 trượng. Hơn 100 trượng, vậy chẳng phải hơn 300, gần 400 mét rồi sao? Tây lương mặt hơi kinh ngạc nhìn cung tên kia, cái này sắp vượt qua cả tầm bắn của súng trường ở đời trước rồi, nếu bảo vật thế này nhiều một ít, hình thành một chi đoàn bắn tầm xa, trong chiến tranh nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn, đáng tiếc chất liệu gỗ này quá ít, chỉ có thể là đồ chơi của quý tộc, thật sự quá đáng tiếc. Tây Lương Mạc từ khi tiếp nhận phi vũ quỷ vệ liền cực kỳ có hứng thú với việc huấn luyện một đội quân có trang bị đặc biệt và tác chiến khác với bình thường. Thấy Tây Lương Mạc không chút che giấu vẻ thích thú với bảo cung của mình, nếu dựa theo tính tình trước kia của Trinh Nguyên, vì giành được hồi đáp, chiếm được cảm tình của đối phương, khiến đối phương buông lỏng cảm giác với mình mà không chút do dự tặng chiếc cung này. Thế nhưng nữ tử trước mặt hoàn toàn không có cảm tình gì với nàng, vì vậy Trinh Nguyên trực tiếp đặt chiếc cung lên lưng ngựa. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Thanh ở phía sau Tây Lương Mạc, Thiên Tuế Gia, chúng ta thi xem trong một canh giờ ai săn được nhiều con mồi nhất, được không? Nhìn qua mới phát hiện không biết vì sao Bách Lý Thanh lại đen mặt, âm u nhìn Tây Lương Mạc chầm chầm. Tây Lương Mạc lại không hề nhận ra, quay đầu nhìn về phía bách lý thanh biểu cảm còn rất ngạc nhiên ơ ờ, sao da còn chưa lên ngựa nam nhân để nữ tử chờ không phải nam nhân tốt đâu bách lý thanh xa sầm mặt nhìn tiểu hồ ly vô lương tâm đang mở to mắt nhìn mình thấy nàng hoàn toàn làm bộ như không phát hiện chuyện gì lòng bàn tay không khỏi ngứa ngáy rất muốn bóp cổ nàng lắc thật mạnh để xem trong đầu nàng rốt cuộc có cái gì bản tọa vốn không phải nam nhân phu nhân đã quên rồi sao Bách Lý Thanh mặt mày âm u phun ra một câu từ kẻ răng, sau đó tức giận đi tới bên cạnh con ngựa được người ta dắt ra, cầm trường cung mạ vàng dẫm lên lưng Tiểu Thái Giám quỳ dưới đất, xoay người lên ngựa rồi trực tiếp giật dây cương, kia. Yeah. Hắn dắt dây cương phi như bay vào trong rừng. Trinh Nguyên Công chúa không ngờ hắn nói đi là đi, không thèm đánh tiếng một câu, đành phải giật dây cương vội vã đuổi theo vì hai người đã hẹn thi đấu nên bên cạnh chỉ mang theo một tùy tụng chịu trách nhiệm nhặt con mồi tế nguyệt và một tiểu công công tư lễ giám cũng lên ngựa đuổi theo chủ tử của mình tiểu thắng tử nhìn bóng lưng chủ tử đi xa lại nhìn tay lương mạc đang chậm rãi trở về ghế ngồi xuống không khỏi có chút kỳ quái cũng có chút bất an phu nhân ngài không đi theo săn thú sao tiểu nhân cảm thấy trinh nguyên công chúa là một nữ hài có nữ tử đi cùng sẽ thoải mái hơn đi cùng thiên tuế gia. Phu nhân nhà mình nhìn thế nào cũng không giống một nữ tử trọng lượng có thể chấp nhận phu quân nạp thiếp mua ca kỹ, sao hôm nay lại hoàn toàn không ghen tị khi trinh nguyên công chúa có ý đồ với thiên tuế gia một cách lộ lộ như thế. Vừa rồi có lẽ gia cũng đang hờn dỗi vì chuyện này đấy. Tây lương mặt tìm một tư thế thoải mái nằm ường trên ghế trải lông cáo thật dày, lười biến nói, tính tình của thiên tuế gia nhà ngươi thế nào, ngươi theo hắn nhiều năm như thế còn chưa hiểu hay sao là một tên cực kỳ tùy hứng làm bậy còn soi mói rất dễ chướng mắt với bất cứ thứ gì chọn lên chọn xuống đối với những thứ không thích trừ khi có tác dụng với hắn nếu không sẽ không chạm vào lấy một cái nếu không ngay cả xuất hiện trong tầm mắt cũng khiến hắn cảm thấy chướng mắt như vậy mà còn tùy tiện bị một nữ nhân quyến rũ chạy mất hay sao nếu Bách Lý Thanh có hứng thú với Trinh Nguyên thì có lẽ cũng chỉ định đào được thứ gì đó có giá trị liên quan tới Tây Địch từ chỗ nàng ta mà thôi. Nàng thoáng dừng, ngáp một cái rồi nói tiếp, nam nhân không phải thứ có thể nắm trong tay. Hơn nữa, trời lạnh thế này, kẻ ngu mới đi săn thú, gió lạnh thấu xương quất lên mặt đau chết được, không biết phải đắp mặt bao nhiêu lần mới cứu vãn được nữa. Ừm, nàng có một dự cảm đồ ngốc trinh nguyên kia sẽ gặp suối quẩy trên tay lão yêu ngàn năm. Tuy nàng rất muốn đi xem trò hay, nhưng mà... Ghế nằm có sức quyến rũ lớn hơn. Tiểu thắng tử bỗng nhiên nhớ tới vài lần khi hắn tới chỗ phu nhân. Chính vì phu nhân và mấy nha hoàng thích nhất đắp một đống gì đó như bùng đủ loại màu lên mặt, khi đám bạch ngọc mang theo gương mặt hoàn toàn không thấy mặt mũi đâu đi ra mở cửa. Buổi tối đột nhiên xuất hiện gương mặt đó khiến hắn sợ suýt tè ra quần cho đến một ngày cũng thấy thứ đó trên mặt da nhà mình, hắn đã bình tĩnh lại. Đại khái thứ buồn đó là thứ gì tốt? Tây lương mặt nói xong chỉ cảm thấy bên ngoài gió lạnh vù vù, cái ghế này rất rộng, lông cáo ấm áp tràn đầy mùi vị dễ ngửi trên người Bách Lý Thanh, vì vậy nàng co chân lên, cuộn mình trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, quể oải lầu bầu, ừm, bản phu nhân nhắm mắt dưỡng thần một lát, nếu lát nữa lão yêu trở về nhớ nhắc bản phu nhân. Mới chốc lát, đám người thấy đầu nàng gật gà gật gù rồi hoàn toàn vùi vào lớp lông xù ngủ mất tiêu đám bạch trân bạch nhụy và tiểu thắng tử nhìn nhau thế này thiên tuế gia dẫn quận chúa ra lẽ nào chỉ để nàng chuyển chỗ ngủ thôi sao lại nói tới bên này bách lý thanh và trinh nguyên công chúa phóng như bay vào trong rừng nhớ tới thứ vô lương tâm nhà mình cửu thiên tuế điện hạ cảm thấy ngứa tay vô cùng lại không thể chà đạp tên kia một phen đành đánh chim đánh thú cho sướng tay. Vì vậy, đám động vật nhân dịp thời tiết tốt ra ngoài kiếm ăn chịu bi thương. Cạc cạc cạc. Đây là tiếng kêu thảm của một con cú tuyết bị bắn rơi khỏi cành cây. Ẩn Ẩn. Đây là tiếng trên rỉ của con sói một mình đi săn thỏ trắng bị bắn thủng mông. Ết Đây là tiếng kêu gào của một con hưu vừa mới đau đớn mất đi đầu đàn, nay lại bị một mũi tên đen khác bắn dính lên cây nhìn toàn bộ khu rừng gà bay chó sủa, tiểu thái dám nhặt con mồi phía sau trở tay không kịp. Cửu thiên tuế điện hạ đã quen mình khó chịu thì phải khiến mọi người cùng khó chịu cuối cùng cũng thoải mái một chút. Cho nên khi đi ngang qua hang của một con gấu ngựa, hắn nhìn cỏ khô chất đống ở cửa hang và cái mông lớn xù lông thấp thoáng trong núi tuyết, hắn quyết định nảy lòng từ bi tạm tha cho con gấu kia. Đương nhiên, Săn gấu tuy là một chuyện thú vị và có tính khiêu chiến nhưng cũng là một chuyện phiền toái. Dù sao gấu ngựa rất nóng tính, nhất là khi đang ngủ đông và nuôi con, nếu chọc đến để có hứng thú săn bắn thì không nói làm gì, nếu khiến con gấu chạy long nhong khắp nơi, dọa đám nhát gan hét chói tai liên tục thì rất mất mặt. Giống như năm đó trên thu sơn, tư hàm hương lén lút thả gấu ra, lập tức dọa đám triều thần chạy vắt chân lên cổ. Vì vậy Bách Lý Thanh trực tiếp giật cương ngựa tiếp tục tìm kiếm động vật xui xẻo tiếp theo. Có điều hắn không biết Trinh Nguyên công chúa phía sau một đường nhìn hắn cưỡi ngựa bắn cung, sát khí lạnh thấu xương, đã ngây dại. Nàng ta vốn đi theo hắn không phải vì thật sự thi đấu xem con mồi của ai nhiều hơn, thân là nữ tử, cho dù thua Bách Lý Thanh cũng không có gì mất mặt. Thế nhưng nam nhân này lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Chỉ biết săn bắn, hắn cưỡi hãng huyết bảo mã nhất đẳng, mình thì cưỡi tuấn mã bình thường, không thể nào đuổi kịp hắn. Trinh Nguyên quay đầu, cũng nhìn thấy hang gấu, tia sáng chợt lóe lên trong mắt nàng ta, rồi nàng ta bỗng rút hai mũi tên dài, chiếu thẳng vào trong hang gấu, kéo con ngựa lùi lại mấy bước, lặng lặng chờ. Quả nhiên không lâu sau, trong rừng vang lên tiếng gào tức giận của gấu ngựa bị đau, gào gào gào. Bất kể ai đang ngủ ngon lành bị bắn thủng cái mông mềm mại cũng không phải chuyện gì vui vẻ cả rừng cây cũng phải rung lên, vô số chim chóc giật mình cất cánh, đàn hưu sao thì sợ đến run rẩy. Trong một thoáng nghe thấy tiếng gấu gào, Bách Lý Thanh bỗng kéo cương ngựa, xoay người nhìn về hướng vừa rồi, quả nhiên nghe thấy tiếng hét của nữ tử. Hắn không khỏi nhăn mày, nữ nhân trinh nguyên ngu xuẩn kia chọc gấu. Thiên tuế gia, có lẽ con gấu kia bị giật mình, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu thái dám nhặt mồi tiếng lên, vẻ mặt căng thẳng nói nếu thiên tuế gia xảy ra chuyện gì ở đây thì hắn sẽ xong đời. Bách Lý Thanh trầm ngâm một lát. Bỗng quay đầu ngựa chạy ngược lại. Gia, thiên tuế gia. Tiểu thái dám hoảng hốt, đành bất đắc dĩ vội vã đuổi theo, đồng thời thầm nguyền rủa trinh nguyên công chúa. Khi Bách Lý Thanh thúc ngựa chạy tới vừa vặn nhìn thấy gẫu ngựa tức giận vò gãy mũi tên cắm trên người mình, chạy bình bịch về phía trinh nguyên công chúa. Bộ váy đỏ của trinh nguyên cực kỳ bắt mắt trong tuyết, nàng ta không biết làm sao mà ngã xuống ngựa, lão đảo sợ hãi chạy vội về phía bách lý thanh, mỹ nhất và mỹ nhị giống như xuất hiện từ trong không khí, cầm loan đao tỏa sát khí đứng trước mặt bách lý thanh, bách lý thanh nhìn một lát, trinh nguyên công chúa thân thể nhanh nhẹn, tuy bị gấu ngựa đuổi trắng nhưng vẫn miễn cưỡng không bị vồ đến, mắt thấy nàng ta ngày càng gần mình, bách lý thanh hơi nhướng mày, hai các ngươi hôm nay cầm mấy cái tay gấu về cho đầu bếp nghĩ cũng thấy đã lâu bản tọa chưa ăn tay gấu. Mỹ nhất và Mỹ nhị lập tức gật đầu, điểm mũi chân bay về phía con gấu kia. Trinh Nguyên chỉ cảm thấy hai bóng đen chợt lướt qua, sau đó là tiếng kêu đau đớn và giận dữ của con gấu ngựa, gào. Nàng ta không quay đầu lại, nhấc váy chạy thẳng tới trước ngựa của Bách Lý Thanh, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh rưng rưng nước mắt, thiên tuế gia, cảm ơn ngài, sau đó nàng cắn môi, ngựa của ta chạy mất rồi, còn trẹo chân nữa, có thể cưỡi ngựa cùng ngài không? Bách Lý Thanh lạnh nhạt nói, không được. Trinh Nguyên khó tin ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh, ngài. Vì sao? Nàng thật sự không ngờ có người có thể từ chối mình. Đáy mắt Bách Lý Thanh hoàn toàn không che giấu vẻ chán ghét, bẩn. Sắc mặt Trinh Nguyên dây lát trắng bệt, nàng ta cắn môi nói, ngài không thấy mình hơi quá đáng sao. Bách Lý Thanh nhướng mày, nói một cách đương nhiên, không thấy. Sau đó hắn bất kiên nhẫn nói, ngươi, đưa ngựa của ngươi cho công chúa, lát nữa ngươi cùng đám mỹ nhất phát con mồi về. Tiểu thái giám phía sau bách lý thanh nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng miền rủa trinh nguyên công chúa một trăm lần, lại không thể không nhường ngựa của mình. Thấy bách lý thanh thật sự định xoay người thúc ngựa bỏ đi. Trinh nguyên công chúa đành nhận lấy dây cương xoay người lên ngựa, đi theo phía sau hắn, trong mắt đầy tâm tối và không cam lòng rõ ràng hắn đã quay đầu lại cứu nàng, vì sao thái độ còn kỳ dị như thế? Bách Lý Thanh không định để ý tới suy nghĩ của nàng ta, dẫn dưng thúc ngựa đi trước, trinh nguyên công chúa phía sau thì không ngừng cố gắng thúc ngựa chạy song song với hắn. Cửu thiên tuế là ai, sao có thể thích có người chạy song song với hắn được? Có thể chạy song song với hắn chỉ có tiểu hồ ly luôn bị hắn giam cầm trong lòng kia thôi. Hãn huyết bảo mã phía dưới hắn cực kỳ có linh tính, cũng có sự kiêu ngạo của vô loài ngựa, bất kể Trinh Nguyên công chúa phía sau cố gắng truy đuổi thế nào nó vẫn giữ vững khoảng cách vượt lên một thân ngựa, không gần không xa, lại khiến người ta không theo kịp, tiện thể cố ý chọc tức Trinh Nguyên công chúa. Không biết có phải Trinh Nguyên công chúa dùng sức quá mạnh hay không, con ngựa phía dưới nàng ta bỗng hí lên một tiếng, dơ vó trước lên hất mạnh nàng ta xuống. Trinh Nguyên công chúa hét lên một tiếng, bị quẳng ra ngoài một bóng người màu tím hoa mỹ lập tức vùng trường tiên trong tay quấn lên eo nhỏ của nàng ta kéo về. Hai người đồng loạt rơi xuống đất, không ngờ mặt đất mềm như sốt sụp xuống, hai người không đề phòng lại rơi xuống tiếp. Cái hố này nghe vẻ khá sâu, Trinh Nguyên cảm thấy mình rơi rất lâu mới chạm đất, giữa không trung, nàng bỗng cảm giác người trước mặt bỗng nắm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, trong lòng nàng mừng thầm, rốt cuộc nam tử đều biết thương hương tiếc ngọc, nếu gặp rủi ro có thể khiến quan hệ thân thiết hơn một chút thì vừa đúng với tính toán của nàng. Thì ra đây là hố để bẫy thú do thợ săn đào, phủ một lớp lưới hơi mỏng, có thể chịu được tuyết và lá rụng, không nhìn ra khác thường, thế nhưng nếu có con mồi đi qua sẽ rơi vào trong bẫy. Tây địch nhiều núi, trinh nguyên lớn lên ở đó, chỗ nào có bẫy thú chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, nên mới nảy ra mưu kế này. Nhưng nàng ta không ngờ đến rằng, bách lý thanh nắm lấy eo mình xong liền đẩy nàng ta về phía mặt đất sau đó a à, trinh nguyên kêu lên the thế, trong một giây chạm đất ngoại trừ nhận lấy trọng lực trên người còn có thêm một trọng lượng rất lớn bách lý thanh thì ra bách lý thanh nắm lấy eo nàng là để nàng rơi xuống trước làm cái đệm sau đó không chút khách khí một cước dẫm lên lưng nàng loại chấn động này lập tức khiến trinh nguyên không nhịn nổi phun ra một nguồn máu tươi vết thương cũ cộng thêm vết thương mới các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 98, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới thiếu điều lấy mất nửa cái mạng của Trinh Nguyên công chúa, suýt chút nữa khiến nàng ta nôn ra lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng nam nhân dẫm trên lưng nàng lại hoàn toàn không có ý định đi xuống, Trinh Nguyên công chúa choáng váng khó chịu, vô thức dãy dụ muốn đứng lên, không ngờ khẽ động một cái lại càng đau đớn hơn. Cuối cùng nàng đành cắn răng nói, thiên tuế gia, ngài dẫm lên ta rồi lần này nàng không phải giả vờ mảnh mai mà thật sự không nói ra lời, sống không bằng chết. Bách Lý Thanh làm ra vẻ lúc này mới phát hiện mình dẫm lên lưng một thiếu nữ, giọng nói không chút thành ý vang lên phía trên Trinh Nguyên Công Chúa, vậy sao, thứ lỗi. Trinh Nguyên Công Chúa đợi một lát, phát hiện hắn hoàn toàn không có ý định bước xuống khỏi người mình, nàng ta cắn răng nói tiếp, ngài có thể xuống khỏi lưng ta không? Rất đau. Bách Lý Thanh lạnh nhạt nói lần nữa, không thể, bởi vì nơi này quá bẩn khắp nơi đầy phân thú và nước tiểu cả lông nữa trinh nguyên công chúa nghe câu trả lời thẳng thắn như thế suýt chút nữa lại phun ra máu cái gì gọi là nơi này quá bẩn còn có phân thú nước tiểu và lông thế nên ý của hắn là trên người nàng sạch sẽ hơn cần nàng làm đệm à nhưng chính câu trả lời như vậy của đối phương lại khiến trinh nguyên hoàn toàn nghẹn lời không biết nên nói gì đời này nàng từng gặp không ít kẻ vô sĩ, thế nhưng tất cả bọn chúng ít nhất còn có một lớp mặt nạ dịu dàng thấm thiết, nàng chưa từng gặp phải nam nhân mất đạo đức một cách đương nhiên thế này, nhất là khi đối mặt với tuyệt đại gia nhân như nàng, có lẽ chỉ có thái giám mới không rung động. Mới nở dày vào nàng như thế, Trinh Nguyên công chúa thậm chí bắt đầu hoài nghi khi đó nhìn thấy bí mật của hắn là đang hoa mắt. Những nhịn đau đớn kịch liệt, Trinh Nguyên công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, ngài không cảm thấy ngài hơi quá đáng sao? Bách Lý Thanh lười biến nói, vậy sao? Lẽ nào công chúa Điện Hạ Trăm Phương nghìn kế kéo bản tọa xuống cái hố bẫy vừa bẩn vừa thối này, không phải vì muốn dốc bầu tâm sự với bản tọa sao? Hôm nay tâm tình của bản tọa tốt một cách hiếm có, nảy lòng từ bi thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Có gì thì nói nhanh đi. Dứt lời, hắn thay đổi tư thế đứng, dù sao cái đệm mỹ nhân dưới chân không bằng phẳng, đứng cũng chẳng thoải mái gì cho cam trinh nguyên công chúa giật mình nàng cho rằng mình đã hành động rất âm thầm không ngờ trong mắt đối phương chỉ là làm trò hề mà thôi huống hồ nàng vốn dự định trình diễn vở kịch mỹ nhân gặp nạn bị nhốt ở cùng một chỗ với bách lý thanh trong không gian tách biệt này hai người mới có cơ hội phá vỡ rào cản để thân thiết hơn mà không phải là một cái đệm thịt thảo luận với chủ nhân những điều này trong một cái bẫy dơ bẩn có ai thích được cái đệm dưới chân mình cơ chứ? Lúc này, chỉ có thể nói nàng đã thất bại. Bởi vậy Trinh Nguyên công chúa im lặng một lát rồi nhịn đau nói, thiên tuế gia, ngài nói gì Trinh Nguyên không hiểu. Thật sự không hiểu. Bách Lý Thanh nhướng mày. Hắn thấy Trinh Nguyên gật đầu, rõ ràng đã bỏ qua dự định lúc trước, hắn nhếch khóe môi cười mỉa mai, tốt, nếu thế thì bản tọa không ép buộc. Sau đó hắn bỗng điểm mũi chân, thân mình chậm rãi bay lên. Đi thẳng ra khỏi cái bẫy sâu mấy trượng. Trinh Nguyên công chúa không ngờ hắn nói đi là đi, nhất thời như bị sét đánh, kiệt sức muốn gọi hắn lại, thiên tuế gia, chờ. Chờ một chút. Nàng bị dẫm lên không thể nhúc nhích, cốt xấu gì cũng phải kéo nàng ra khỏi đây, đừng để nàng nằm trong phân và tuyết chứ, nhưng đáp lại nàng chỉ là vài chiếc lá rụng và tuyết rơi xuống. Nhìn miệng bẫy không một bóng người, lần đầu tiên Trinh Nguyên công chúa cảm nhận được cái gì gọi là mất cả chì lẫn chài, khóc không ra nước mắt. Ông đây là đường ranh giới cho em gái bé Thanh vào tổ nữ vệ cẩm y vệ, đội thân vệ của cửu gia, đến khi cửu thiên tuế đại nhân xuất hiện với vẻ mặt sảng khoái, đám mị nhất và mị nhị cũng đã chờ cách miệng hố bẫy không xa, nhưng bọn họ không tới gần, bởi bọn họ quá hiểu bản lĩnh của gia nhà mình. Nếu đã chọn nhảy vào bẫy theo công chúa Tây Địch thì chắc chắn có lý do của hắn nay thấy chủ tử đi ra, hai người tiến lên chấp tay nhưng không lên tiếng, sau đó biến mất giống như tan vào không khí. Dẫm lên người ta xong. Bách Lý Thanh giải tỏa cơn bực bội trong lòng, toàn thân nhẹ nhàng hơn nhiều, sai người của cẩm y vệ khiên con gấu xui xẻo về, cùng nhau trở lại nơi cắm trại. Dọc đường nhìn thấy nhóm cẩm y vệ đều thu hoạch không ít, tâm trạng của hắn cũng không tệ, hào phóng ban thưởng. Có điều hắn không chú ý thấy, mọi người tuy cung kính nhưng đều giữ khoảng cách với hắn. Tâm trạng tốt đẹp của hắn chỉ duy trì đến lúc trở lại nơi cắm trại, sau khi thấy người nào đó cuộn tròn như một cuộn len mà ngủ, nhất là vì người nào đó tư thế ngủ không đẹp. Thứ đắp trên người nàng, áo khoác lông cáo thuộc về hắn, chỗ gần cầm nàng rõ ràng đã bị một bãi nước miếng thấm ướt, đôi mắt âm mị của hắn lập tức lóe lên, cái trán hơi dần dật. Tiểu thắng tử không khéo như vậy, tức khắc nhận ra khí thế của chủ tử nhà mình không bình thường, vội vàng chạy tới cười tủm tỉm nói, ra về rồi. Rồi lại nhìn về phía con gấu ngựa đám cẩm y vệ khiên, hắn không khỏi giật mình khen ngợi, ai ui, không hổ là thiên tuế gia, con gấu này đã đủ chứng minh ngài là người giỏi nhất hôm nay rồi. Nhà đầu chết tiệt kia ngủ bao lâu rồi? Bách Lý Thanh hoàn toàn không để ý tới lời tiểu thắng tử nói, chỉ âm u nói. Tiểu thắng tử đành cười gượng, vừa mới ngủ, vừa mới ngủ thôi, phu nhân có chút buồn ngủ, hơi buồn ngủ một chút nên chập mắt một lúc, chờ lúc gia về hầu hạ gia cho tốt đấy. Bách Lý Thanh cười mỉa, hừ, vừa mới ngủ. Chỉ sợ bản tọa vừa đi nàng đã ngủ như heo mới đúng. Dám hoàn toàn không cảm động vì ý tốt và lời dặn dò của hắn, hắn dẫn nàng ra ngoài chơi chẳng phải vì muốn nàng hoạt động gân cốt hay sao. Vậy mà lại dám bằng mặt không bằng lòng. Sau đó, hắn sải bước đi tới, đứng trước mặt Tây Lương Mạc nhìn xuống nàng từ trên cao một lát, rồi vươn tay giật cái áo khoác lông cáo tím trên người nàng ra, không lưng nửa quyến rũ nửa âm trầm nói bên tai nàng, nha đầu thối, người ngứa da phải không, còn không mau đứng lên cho vi sư. Vừa dứt lời, Tây Lương Mạc làm như bị giật mình, hoặc bị gió lạnh thổi rùng mình, thoáng cái đã rời khỏi mộng đẹp, nhắm chặt hai mắt ngồi bật dậy. Bách Lý Thanh thấy nàng như vậy, chưa kịp nở nụ cười hài lòng vì lực uy hiếp của mình đã bị người ta thô lỗ đẩy ra. Kèm theo một câu oán giận, ai mà mang phân đến đây thế, mau mang đi, thối chết được. Bách Lý Thanh nhất thời không đề phòng bị Tây Lương Mạc đẩy mạnh lão đảo vài cái, mạnh đến mức hắn suýt nửa ngồi lăn ra đất, may mà trước nay võ công của hắn rất tốt, dùng thế thiên cân trụy đứng vững lại, rồi nghe lời lẩm bẩm của nàng sắc mặt lập tức cứng đờ, sa sầm xuống trừng mắt nhìn Tây Lương Mạc chầm chầm lại thấy nàng còn ở kia lầu bầu, cút, cút mau, thối muốn chết. Phu nhân nhà mình không biết quản cái miệng. Lập tức khiến những người xung quanh thầm hô hỏng bét. Thân là cửu thiên tuế hoa lệ nhất, trang nhã nhất, xinh đẹp nhất, hoàng mỹ nhất thiên hạ, lại bị người ta nói là giống phân, hoàn toàn đụng tới ranh giới cuối cùng của gia rồi, nhìn bóng lưng yên lặng của Bách Lý Thanh, ngay cả đám cẩm y vệ và các vị công công tư lễ giám cũng phải đồng thời lặng lẽ lùi về sau không xong có yêu khí tưng giống như có một sợi dây lý trí đứt phăng trong đầu trên trán bách lý thanh nổi gân xanh đi tới lần thứ hai trên cánh đồng tuyết im lặng giữa thu sơn bỗng nhiên vang lên tiếng hô tức giận như tiếng gầm của yêu ma ngủ say bị chọc tức Tây lương mạc con nhóc chết tiệt nhà ngươi chán sống rồi phải không tiếng gầm kia vừa dài vừa vang khí thế mạnh mẽ khiến vạn gốc cây trên thu sơn phải rung lên tuyết dưới tán cây rụng rào rào, chim bay cá nhảy đồng loạt chấn động, âm thầm nghĩ không xong, có kẻ xâm lược hùng mạnh xuất hiện, tây lương mạc xoa lỗ tai, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn một đống đồ dùng tắm rửa sắp chất đống đến mũi trên tay mình, lầu bầu, có đến mức vậy không? Rõ ràng là lấy việc công để trả thù riêng, ghi thù trả đủ quần chúng nhân dân mà. Người nói cái gì? Một giọng nói âm trầm dễ nghe vang lên ngay phía trước, Tây Lương Mạc vội vàng lắc đầu cười nịnh nọt, không có gì, không có gì, chỉ cảm thấy da xinh đẹp vô song, đệ nhất thiên hạ, thiếp thân nhìn mà tim đập thình thịch, mặt đỏ tí tai, bụng kêu ồng ọc, hoa mắt choáng đầu, mồ hôi đầm đìa, thắt lưng đau nhức, phù chân phát tác. À, à, hình như có chút ngôn ngữ kỳ quái bị lẫn vào, thôi kệ đi, định nọt ấy mà, không cần để ý, bách lý thanh âm u nhìn nàng cười cười, cười, cười đến mức sống lưng nàng lạnh toát lại chỉ thấy hắn xoay người vào trong suối nước nóng. Tiểu thắng tử mang vẻ mặt khóc tan, hạ giọng thì thầm, phu nhân, hiếm khi nào gia có lòng tốt, trong lúc trăm công nghìn việc cũng dẫn ngài ra ngoài giải sầu, đều vì tốt cho ngài, vừa rồi nghe tiểu đào tử cùng gia đi nhặt con mồi nói gia muốn săn gấu cho ngài, lấy mấy cái chân gấu và gan gấu cho ngài bồi bổ thân thể mới rơi vào trong bẫy, ngài còn ghét bỏ gia thối, chẳng trách gia tức giận. Ồ, thì ra là thế sao? Tây Lương Mạc suy nghĩ một chút mới phát biểu ý kiến của mình, bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người. Tiểu thắng tử im miệng, tuy là đại bất kính nhưng hắn cảm thấy từ ngứa đòn rất thích hợp với phu nhân. Trong suối nước nóng truyền ra giọng nói âm u của Bách Lý Thanh, còn không vào, muốn chết à. Tiểu thắng tử nói một cách cảm thông, phu nhân, ngài yên tâm đi, tiểu nhân đã sai người chuẩn bị canh thập toàn đại bổ rồi, ngài cứ an tâm thoải mái đi. Tây Lương Mạc trợn mắt một cái, ngươi cho rằng ta lên pháp trường chịu chết đấy à? Tiểu thắng tử, vâng, cố nén bi thương. Tây Lương Mạc, ta chỉ vào rửa lông hồ ly cho hắn mà thôi. Không phải đi bán mình đến chết, làm phiền ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, cảm ơn. Tiểu thắng tử, vâng, bảo trọng. Tây Lương Mạc, quên đi. Giải thích chính là che giấu, Tiểu thắng tử đã quen với dấu hiệu động dục bất cứ lúc nào của đại hồ ly, cũng đã nhìn quen nàng hai chân mềm nhũng bị đại hồ ly sản khoái sách về phòng rồi, vì thế nàng không còn gì phải xấu hổ nữa. Tây lương mặt xoay người, xốc lên bức rèm che trước mặt, cầm một đống đồ dùng tắm rửa hùng hùng bước vào trong suối nước nóng như đi hy sinh vì nhiệm vụ. Nửa canh giờ sau. Tây lương mặt mồ hôi đầm đìa tiện tay cởi bộ quần áo đã bị hơi nước nóng và mồ hôi thấm ướt ra, một tay nới lỏng băng vải quấn ngực của mình, một tay cẩn thận cầm mớ tóc đen bóng vừa mới bôi dầu vừng, da, đủ sạch sẽ đủ thơm tho chưa. Bách Lý Thanh lười biến nhắm mắt nằm bên bờ hồ bốc hơi nước, tay cầm chén rượu, nhã nhặn nhấp một ngụm, ngươi cảm thấy đủ thơm chưa. Tây Lương Mạc lập tức gật đầu như băm tỏi, vội vàng nói, đủ rồi, đủ rồi, lúc nào da chẳng thơm tho muốn chết. Nàng đã ngồi xổm bên bờ ao chải lông cho hắn hơn nửa canh giờ rồi, vậy sao? Bách Lý Thanh nhẹ nhàng nhăn mày, nói như có phần u oán vậy mà lúc trước có người ghét bỏ trên người bản tọa thối như cặn bã đấy. Tây Lương Mạc tỏ vẻ kinh ngạc, đầy căm phẫn nói, ai? Ai dám bất kính với gia, quá đáng lắm rồi. Đôi mắt ma mị sâu thẳm của Bách Lý Thanh nhìn thẳng vào Tây Lương Mạc chốc lát, hắn cười khẩy, Tây Lương Mạc, da mặt ngươi càng ngày càng dày, càng ngày càng vô liêm sỉ, phải không? Tây Lương Mạc mỉm cười, Đa ta gia khen ngợi. Nếu không có sư phụ anh Minh như gia dạy dỗ, thiếp thân nào có thể tiến bộ nhanh đến thế, nhưng công phu gia mặt dày vẫn không theo kịp gia được. Bách Lý Thanh nheo mắt lại, liếc nàng đầy nguy hiểm, thế nào? Ngươi còn có lý nữa à? Tây Lương Mạc không nhịn được nữa, đứng bật dậy, này, A Cửu, ngươi đừng quá đáng, ta cũng không cố ý, ngươi vốn là rất thối mà, không biết chui vào lỗ nào với nữ nhân hoang dã, bản đốc vệ không chỉ không tính toán chuyện ngươi hồng hạnh trèo tường, còn giúp ngươi vuốt lông hồ ly hơn nửa canh giờ. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nàng vừa đứng lên đã cảm thấy gió lạnh ùa đến, thoáng chốc khiến tấm lưng trần nổi một lớp da gà, hắt xì một cái thật mạnh. Không ngờ Bách Lý Thanh không tức giận mà chỉ nhắm mắt, cười cợt liếc đường công mê người đẫm nước của nàng một cái, chậm rãi nói, chẳng phải ngươi không ngại bản tọa ra ngoài với nữ nhân khác à? Hừ! Tây Lương Mạc quay đầu đi không để ý tới hắn. Bách Lý Thanh lại nhếch khóe môi tinh xảo, xuống đây, có chỗ ngươi còn chưa rửa đến. Không khí quá lạnh khiến Tây Lương Mạc tức giận lại ngồi xuống. Ngồi xuống xong lại cảm thấy như vậy không có khí thế, nàng thô lỗ lau mồ hôi trên đầu, chỗ nào còn chưa rửa. Có cần rửa từng sợi lông hồ ly trên cái căn hồ ly của ngươi không? Ngôn ngữ thô bỉ khiến Bách Lý Thanh hơi khựng lại, sau đó mỉm cười gật đầu, trò cưng có giác ngộ như vậy vi sư đương nhiên không tiện ngăn cản, cứ việc làm đi. Tây lương mặt sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói thật đấy à. Bách Lý Thanh cười âm trầm, à, vậy ra trò cưng đang lừa dối vi sư sao? Cả khu suối nước nóng đột nhiên bốc lên từng trận gió lạnh. Khiến Tây Lương mặt rưng rưng ngẩng đầu hỏi trời xanh, cái này có phải là tự làm bậy không thể sống không? Nhưng nàng vẫn đỏ mặt ngoan ngoãn chui xuống hồ, Diệu Hiền rửa lông hồ ly trên căn hồ ly của tên hồ ly ngàn năm, rửa đi rửa lại, hồ ly tinh đương nhiên vô cùng hưởng thụ. Tây Lương Mạc không cầm nổi cái nơi ngày càng giữ tợn kia nữa, chột dạ xoay người muốn bò lên bờ, một lẽ đương nhiên là bị hồ ly tinh kéo vào trong hồ, tiện thể thỏa mãn dâm dục một phen. Không biết bao lâu sau mới mây tan mưa ngừng. Tây Lương Mạc nổi lên mặt nước. Bò trên vai hồ ly tinh ngàn năm đang cảm thấy mỹ mãn, hết hơi nói, ngươi chấp nhặt với Trinh Nguyên làm gì? Còn nhảy vào trong hố, lăn qua lăn lại cả người lôi thôi đi ra. Bách Lý Thanh lười biến vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trên lưng của người trong lòng, tâm trạng không tốt, muốn dẫm lên cái đệm khác xem sao, nhất là cái loại nữ nhân đã xấu còn dương dương tự đắc, cho rằng dùng mặt là có thể mê hoặc thiên hạ, tưởng mọi người là đồ ngu. Tây Lương mặt âm thầm tưởng niệm ba phút cho Trinh Nguyên công chúa. Trinh Nguyên công chúa đại khái vĩnh viễn sẽ không hiểu. Tuy nàng ta có dung mạo tuyệt lệ nhưng vẫn kém cửu thiên tuế một đoạn, trong mắt cửu thiên tuế điện hạ, hoàn toàn không có kẻ nào đẹp hơn hắn, trước mắt thì đúng là không có ai đẹp hơn hắn thật. Nếu đối mặt với mỹ nhân đã mềm lòng, động lòng thì Bách Lý Thanh chỉ cần yêu chính mình trong gương là đủ rồi, huống hồ vị gia này là kẻ nhặt xương trong trứng, người hầu bên cạnh mà không phải mỹ nhân thì không dùng ngay cả tiểu thắng tử cũng môi hồng răng trắng, hắn đã miễn dịch với mỹ nhân từ lâu rồi. Với những người luôn tự nhân là xinh đẹp không gì sánh bằng. Cửu thiên tuế điện hạ cực kỳ vui lòng đi đã kích lòng tự trọng của đối phương, khiến đối phương nhìn rõ ai mới là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Ừm, loại hành vi kêu căng quỷ dị này khiến nàng bỗng nhớ tới một vị hoàng hậu nương nương ở phương Tây, công việc yêu thích nhất là ngày ngày hỏi một tấm gương thần, ai là người xinh đẹp nhất thế gian vì vậy mỗi lần cái gương nịnh nọc trả lời nương nương ngài là người đẹp nhất trên đời hoàng hậu nương nương lại hài lòng bỏ đi sau đó cái gương thật sự không còn kiên nhẫn vì hoàng hậu nương nương cứ tới hỏi đi hỏi lại suýt làm nó học máu mà chết vì thế nó đành chọn đường giải phóng ừng nương nương thật ra trinh nguyên công chúa sát vách mới là người xinh đẹp nhất vì thế vị hoàng hậu nương nương họ bách lý này liền lạnh mặt tức giận âm u quyết định muốn giết chết trinh nguyên công chúa dám đẹp hơn cả bách lý hoàng hậu nương nương tiếp theo đó bách lý hoàng hậu nương nương thật ra là một yêu ma hung hãn hành hạ ngược đãi trinh nguyên công chúa đáng thương các kiểu một trăm lần lại một trăm lần rồi không còn sau đó nữa thân là cái gương họ tây lương cuối cùng cũng được giải thoát hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc không còn thời gian tới giày vò nàng nữa bách lý thanh nhìn trên mặt tây lương mặt nở nụ cười thỏa mãn mỹ lệ luôn cảm thấy trong đầu người nào đó đang có suy nghĩ không tốt, vì vậy nói một cách vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, "Nha đầu, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tây Lương Mạc lắc đầu, "Không có gì, chỉ đang nhớ tới một câu chuyện cổ tích Tây Dương thôi." Nàng biết, chuyện cổ tích vĩnh viễn chỉ là chuyện cổ tích. Hiện thực rất tàn khốc, thân là cái gương Tây Lương, Vĩnh Viễn sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Bách Lý Hoàng hậu nương nương. Có điều để bách lý hoàng hậu nương nương không đi ngược đãi những người đáng thương xung quanh, nàng đành phải nhận lấy nhiệm vụ gian khổ này. à, chuyện cổ tích thế nào? bách lý thanh biết trong đầu nàng thỉnh thoảng sẽ nảy ra những câu chuyện đặc biệt thần kỳ, thế nên hắn hứng trí nhướng mày hỏi. tây lương mạc thở dài, là câu chuyện bi thảm máu tanh về một cái gương bị hoàng hậu ác độc ngược chết. đừng nói đến thì hơn, câu chuyện kia thật là người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ. Bách Lý Thanh càng cảm thấy hứng thú, à, thật không. Máu tanh thế nào, nói nghe chút coi. Tây Lương Mạc, máu tanh. Không phải trọng điểm có được không? Chuyến đi tới Thu Sơn kết thúc bởi một phong thư cấp báo 800 dặm. Ông đây là đường ranh giới nữ hán vệ Nguyễn Linh thăng cấp thành thân vệ của Cửu gia, báo. Hoàng đế Tây Địch đã định, nhị hoàng tử Bách Lý Hách Vân đã thuận lợi đánh bại vài vị thân vương khác, leo lên ngôi vị hoàng đế. Trong đôi mắt âm u của Bách Lý Thanh lóe lên một tia sáng lạnh, "Sao lại nhanh như vậy?" Danh bất chính ngôn bất thuận, làm sao hắn có thể thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế? Tiểu Thắng Tử do dự chốc lát rồi nhẹ giọng nói, "Bởi vì nhị hoàng tử lấy được ấn ngọc tỷ của Thái hậu, không, hiện nay phải là Thái hoàng thái hậu, nói năm đó chân nguyên đế vẫn luôn vừa ý vị nhị chính hoàng tôn này làm người thừa kế." Trắc. Cái bàn tử đàn dưới tay Bách Lý Thanh nháy mắt gãy thành hai mảnh. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 99, khi Tây Lương Mạc từ ngoài cửa đi vào đã thấy Bách Lý Thanh mang vẻ mặt âm trầm, hơi thở đáng sợ trên người khiến Tiểu Thắng Tử cũng không dám nhiều lời. Tây Lương Mạc đã biết tin, khoát tay để Tiểu Thắng Tử lui xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Bách Lý Thanh nheo mắt lại, xoa bảo vệ móng bảo thạch trên ngón út, âm u nói, hừ, thứ ăn cây táo rào cây sung, nếu không nể tình năm đó mẫu phi coi như yêu thương nàng ta, bản tọa đã xử lý nàng ta từ lâu rồi. Tây lương mặt hơi nhướng mày, thì ra là thế. Ta còn tưởng khi đó ngươi nể tình nàng chịu giao ra danh sách thám tử của Tây địch, cộng thêm vì thân phận nàng nên mới đặc biệt khai ân cơ đấy. Khi đó cung biến, hắn ra tay tiêu diệt đảng thái tử có thể gọi là mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng tàn nhẫn, không ít người trực tiếp bị loạn đảng tru sát trong cung, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Những người chỉ cần có chút qua lại với đảng thái tử đã cảm thấy bất an, không dám nhiều lời, chỉ có Thái Bình đại trưởng công chúa là dám quỳ gối trước thái cực điện. Dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ để cầu xin cho thái tử điện hạ. Hừ, bản tọa còn chưa sa sút đến mức như thế. Bách Lý Thanh Hạ tầm mắt, cười khẩy một tiếng. Tây Lương Mạc nhàn nhạt nói, hiện nay không phải lúc tức giận với nàng ta, chúng ta nên suy nghĩ đối phó với người tây địch thế nào mới là quan trọng nhất về phần những chuyện khác sau này xử lý cũng chưa muộn nay bách lý hách vân đã bình định vật cản trên con đường đăng cơ ngồi lên đại bảo chỉ e sau khi hắn xử lý hết dư nghiệp của các hoàng tử khác sẽ không chịu dừng tay nói không chừng sẽ lĩnh binh xâm phạm lần nữa dù sao binh mã chủ lực của hắn còn chưa bị đã kích trí mạng bách lý thanh cười lạnh một tiếng Tây lương mạc trầm ngâm chốc lát, ngược lại có phần không đồng ý, cũng chưa chắc, nếu ta dẫm lên huynh đệ thúc bá của mình để đăng quan đại bảo, rồi lại lập tức xua binh gây khó dễ cũng chẳng có chỗ gì tốt với việc củng cố quyền lực của ta, dù sao căn cơ trong triều không ổn, chẳng bằng bình an vô sự vài năm rồi mới có những dự định khác. Ngươi nói hắn sẽ tiếp tục phái người hoàn thành hiệp ước giữa chúng ta. Bách Lý Thanh nhướng mày. Tây Lương Mạc gật đầu, mỉm cười nói, nếu đơn phương phá bỏ hiệp ước chỉ e hắn sẽ không có cớ xuất binh bách lý thanh thoáng dừng cười cười nhìn ngón tay út mà mình đang nghịch hừ cho dù hắn muốn lập tức triệu tập binh mã đối phó chúng ta cũng không dễ dàng đến thế nếu không có kẻ địch thì tạo ra một kẻ địch là được tay lương mạc nhìn nụ cười âm u trên mặt bách lý thanh cũng hơi nhướng mày ngươi đang nói bách lý thanh nhếch khóe môi không nói gì nữa ông đây là đường ranh giới Ninh Vương Tư Thừa Vũ có chuyện buồn bực, không biết vì sao gần đây vị hôn thê trinh nguyên công chúa của hắn hay bị thương đến thế, hai lần đuối nước, một lần rơi vào bẫy của thợ săn, giống như chúng ta vậy. Vương gia, đã nửa canh giờ rồi, hay là ngài về trước đi, công chúa điện hạ của chúng ta uống thuốc xong vừa mới ngủ, chỉ sợ không thể tỉnh ngay được, ngài bận rộn công vụ, nếu chậm trễ chuyện gì quan trọng sẽ không tốt. Tế hương nhìn Tư Thừa Vũ đã ngồi ngoài điện một thời gian, nói với chút ấy nấy. Ninh Vương cười nhã nhặn, sau đó đưa hộp đồ giữ ấm cho nàng, cũng được, đây là canh linh chi tuyết liên bản vương sai người làm, có công hiệu rất tốt cho phục hồi vết thương, ngươi hâm nóng trên bếp lò đi, chờ công chúa nhà ngươi tỉnh lại thì để nàng uống. Tế hương sửng sốt, lập tức nhận lấy rồi kính cẩn tiễn Ninh Vương ra ngoài, nhìn bóng lưng tư thừa vũ đi xa, tế hương không khỏi cắn môi đỏ mặt, trong lòng thầm nói, không biết vì sao gần đây công chúa điện hạ ngày càng lạnh nhạt với ninh vương ngược lại luôn tới chỗ cửu thiên tuế nam tử nhã nhặn tuấn tú lại dịu dàng như ninh vương mới là lương xứng chứ tế nguyệt đi tới thấy biểu cảm của tế hương tim không khỏi đập mạnh một cái cảnh giác nói tế hương người nhìn gì thế điện hạ gọi hai chúng ta vào kìa tế hương vội vàng gật đầu đỏ mặt cầm bình giữ ấm xoay người đi vào phòng trinh nguyên công chúa Tế Nguyệt nhìn bóng lưng bối rối của nàng ta, trong lòng thầm thở dài, bất kể công chúa điện hạ có để ý Ninh Vương hay không, đó đều là phu quân của điện hạ, không cho phép người khác mơ ước. Nha đầu này đừng nên sinh ra tâm tư gì không nên có. Trên tay ngươi là cái gì? Hiện nay Trinh Nguyên công chúa ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, hành vi ác độc ngày đó của Bách Lý Thanh khiến xương sườn mới liền lại một chút của nàng ta lại bị gãy ra, thậm chí lần này còn nhiều thêm một cái. Khiến nàng ta hoàn toàn không có sức ngồi dậy. Là thuốc bổ vương gia đưa tới cho ngài, ngài có muốn dùng một chút không? Vương gia thấy ngài uống thuốc rồi nên đã chờ ở ngoài nửa canh giờ đấy ạ." À. Tế Hương nhẹ giọng nói. Trinh Nguyên công chúa nghe vậy nhìn bình giữ ấm kia có chút phức tạp. Sau đó nhắm mắt lắc đầu, "Không cần." Ninh Vương càng tốt với nàng trong lòng nàng lại càng không cam lòng. Nàng không hiểu rốt cuộc vì sao Bách Lý Thanh lại không có nổi một chút thương hương tiếc ngọc cơ bản với nàng, lẽ nào bởi vì nàng là người Tây Địch. Tuy biết người mình phải gả nhất định là Ninh Vương, thế nhưng luôn cảm thấy không cam lòng, bản thân đã nhìn thấy quá nhiều hư tình giả ý trong cung, bản thân vốn là một người tính tình lạnh lẽo, tuy rung động với Bách Lý Thanh cũng có phần nào ham muốn chinh phục khi đối đầu với kẻ mạnh. Thế nhưng, nàng thở dài một tiếng, dù sao cũng là lần đầu tiên rung động, vậy mà lại có kết cục vậy sao? Trinh Nguyên công chúa không phải một người không tự mình biết mình, nàng bắt đầu tính toán những gì phải trả cho lựa chọn của mình, nhất là khi nam nhân kia biểu hiện rõ ràng không có hứng thú với nàng, thậm chí chán ghét nàng, để xem nàng có nên tiếp tục hay không. Khi tế hương cầm bình giữ ấm ra ngoài, cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, không khỏi oán hận chủ tử nhà mình không hiểu chuyện sự quan tâm của vương gia lại thành lãng phí như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, mượn cớ đuổi tiểu cung nữ đi theo mình đi, thấy bốn bề vắng lặng bèn cầm bình giữ ấm xoay người về phòng, đóng cửa lại rồi lấy một chiếc muôi nhỏ uống bát canh sang quý kia. Ngọt mà không ngấy, canh trôi qua cổ họng chảy xuống bụng, tế hương không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Tế hương đi giải quyết đồ ninh vương tặng, tế nguyệt thì làm bạn bên cạnh trinh nguyên công chúa, thấy trinh nguyên công chúa dường như lại lâm vào trầm tư nàng mới nhẹ giọng nói, điện hạ, nhị hoàng tử, à không. Bệ hạ truyền tin tức cốt đến, vài ngày trước bệ hạ đã đăng cơ thuận lợi. Trinh nguyên công chúa thoáng ngừng rồi mỉm cười, không nhận ra vui hay giận, nàng ta nói, vậy sao? Từ, thay bản cung gửi một phong thư, nói chúc mừng hoàng huynh. Tế nguyệt gật đầu, thấy ánh mắt trinh nguyên công chúa xoay chuyển, đúng rồi, không biết gần đây Hoàng Thái Hậu nương nương thế nào. Tin tức này truyền ra, cửu thiên tuế và thiên tuế vương phi không thể nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Tế Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, không sai. Khi đó công chúa Điện Hạ còn dưỡng thương ở Thu Sơn chưa hồi cung nên không biết, ngày thứ hai sau khi trở về từ Thu Sơn, cung hoa trân của Thái Bình Đại trưởng công chúa xảy ra hỏa hoạn, vì vậy người của tư lễ dám đưa hoàng thái hậu nương nương tới cung hoa vũ hẻo lánh gần lãnh cung để giam lỏng hiện nay không ai được phép ra vào cung kia trinh nguyên công chúa hơi nheo mắt lại vậy sao nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò từ hôm nay trở đi bản cung từ chối tiếp khách không gặp bất cứ ai tế nguyệt sửng sốt rồi gật đầu lúc này trong lòng mọi người biết rõ rốt cuộc nhị hoàng tử đã leo lên ngôi vị hoàng đế như thế nào những người Tây địch như bọn họ tốt nhất không cần tìm rủi ro ở nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù đối phương biết là bọn họ làm nhưng cũng không tiện hoàn toàn trở mặt. Ông đây là đường ranh giới thêm em gái Hà Huế vào đội thân vệ của cửu gia, đến xoa bàn tay ngọc ngà của cửu gia yêu kiều ba giây, Thái Bình đại trưởng công chúa, ngươi thật sự khiến người ta ngày càng thất vọng rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong cung điện đơn sơ, chuyện lần này quần thần quan lại đều biết ngươi viết di chiếu cho nhị hoàng tử tây địch nay triều đình dân chúng đều nghị luận ngươi không cảm thấy bản thân có gì cần nói với chúng ta sao thái bình đại trưởng công chúa vẫn mặc một bộ đồ gấm lưu vân màu trắng ngay ngắn ngồi trước bàn gỗ không chút biểu cảm nói bản cung vốn là thái hậu tây địch khi đó chẳng phải hoàng huynh đã gả bản cung tới tây địch hay sao nếu đã vậy cho dù bản cung viết phần di chiếu kia thì có sao tây lương mạc nhìn nàng một lát sau mới mỉa mai nói thật không nếu thái hậu tây địch không bây giờ nên gọi ngươi là hoàng thái hậu vậy thì vì sao bây giờ ngươi còn đứng trên lãnh thổ thiên triều nhận lấy bách tính thiên triều nuôi dưỡng không cảm thấy xấu hổ sao thái bình đại trưởng công chúa hạ tầm mắt ngón tay bám chặt lấy đầu gối mình cứng họng nói bản cung có gì sai khi đó nếu hoàng huynh không ép bản cung hòa thân thì bản cung làm sao thành thái hậu nước khác được huống hồ, chẳng phải chính ngươi bảo bản cung đi giành lấy những gì mình muốn sao? Vậy nên người Tây Địch đã trao đổi điều kiện nào đó với ngươi? Đổi lấy ngươi giúp đỡ nhị hoàng tử. Tây Lương Mạc cầm chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm trà xanh. Thái Bình Đại trưởng công chúa nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, không có điều kiện gì hết. Tây Lương Mạc đặt chén trà xuống nhìn nàng ta rất lâu, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đó gần như có thể xuyên thấu tim Thái Bình Đại trưởng công chúa, khiến nàng ta cứng nhắc quay mặt đi. Tây Lương Mạc khẽ thở dài một tiếng, Thái Bình, ngay cả nói dối ngươi cũng không biết, nếu không có ai hứa hẹn chuyện gì tốt về Tư Thừa Kiền. Theo tính cách của ngươi, làm sao có thể làm chuyện ruồng bỏ quốc gia của mình được? Thái Bình đại trưởng công chúa tái mặt, một lát sau nàng miễn cưỡng mở đôi môi khô khốc, ngươi. Ngươi, cuối cùng, nàng cắn răng nói, nếu ngươi đã biết tình cảm của ta đối với thừa kiền thì cũng biết ta tuyệt đối không thể để hắn sống thê thảm như vậy, cuối cùng chết trong lao, không, nếu hắn bị giam cầm suốt đời chỉ sợ hắn sẽ tình nguyện tự vẫn chết trong lao tù. Tây lương mặt nhìn nàng ta lạnh như băng. Ánh mắt sắc bén, thái bình, ngươi điên rồi phải không? Ta đã nói nếu ngươi thích, đưa hắn tới bên cạnh ngươi không phải là chuyện không thể, cho dù hắn bị giam giữ suốt đời thì sao? Hắn là một nam nhân, từng là thái tử một nước sống chết vinh nhục và thành bại đều tự do hắn chọn không phải sao lẽ nào bán nước một cách đầy lý lẽ thế này cũng là đạo lý của hoàng tộc các ngươi sao thái bình đại trưởng công chúa chưa từng bị người ta quát mắng như thế tuy cảm thấy lời tây lương mạc nói không phải không có lý đồng thời ép nàng á khẩu không đáp lại được sắc mặt khi xanh khi đỏ thế nhưng nàng không chịu thua kém cứng họng nói đó không phải người trong lòng ngươi Đương nhiên ngươi không cảm thấy gì hết. Tay lương mặt thật sự không chịu nổi một nữ nhân nhạy cảm vì một nam nhân mà biến thành thấp kém như thế. Nàng đột nhiên đứng dậy lạnh giọng nói với Thái Bình Đại trưởng Công Chúa, Công Chúa Điện Hạ. Ngài đừng quên, hiện nay tính mạng của hắn còn nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi còn cố tình làm bậy như thế thì đừng trách ta không nể tình. Hay ngươi chấm dứt tình cảm với tư thừa kiền. Thái Bình Đại trưởng Công Chúa nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng, ngươi. Ngươi nói gì? Tây Lương Mạc không nói tiếp, chỉ xoay người đi ra ngoài điện, nhàn nhạt để lại một câu, Thái Bình, sự vị tha của mỗi người đều có hạn, khi ngươi và người ta làm một chuyện giống nhau, người ta bị phạt, ngươi lại bình yên vô sự, ngươi tốt nhất nên trân trọng sự may mắn của ngươi, một khi vận may của ngươi dùng hết thì ngươi nên tự giải quyết cho tốt đi. Thái Bình đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đứng bật dậy muốn ngăn cản Tây Lương Mạc, không ngờ khi nàng đuổi theo tới cửa thì Tây Lương Mạc đã bước ra khỏi cửa. Nhóm hán vệ tư lễ giám thì không chút nể tình khóa cửa ngoài cạch một cái. Tây Lương Mạc, ngươi định làm gì thừa kiền, ta là bạn của ngươi, lẽ nào ngươi báo đáp ta như vậy? Tây Lương Mạc nghe tiếng hét chói tai như điên của Thái Bình Đại trưởng Công Chúa ở phía sau, nàng thầm thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người dẫn Bạch Nhụy và Bạch Trân đi. Có điều, lúc này không ai ngờ rằng, Thái Bình đại trưởng công chúa bị nhốt ở một cung điện xa lạ càng nghĩ càng sợ, cuối cùng làm ra chuyện như vậy. Ban đêm, Thái Bình đại trưởng công chúa đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định châm một chiếc đèn lồng màu trắng, sau đó nàng đi tới bên cửa sổ, treo chiếc đèn lồng kia lên. Nhóm hán vệ gác đêm lạnh lùng nhìn nàng một cái, tạm thời không phát hiện điều gì dị thường nên để mặt nàng. Chỉ là, không biết bao lâu sau, ngọn lửa vốn màu vàng không hiểu sao biến thành màu xanh lục nhạt, giống như mang theo điềm báo. Buổi sáng ngày hôm sau, trong bão tuyết lạnh giá, hai cung nữ chậm rãi đi tới tiền điện của cung hoa vũ. Nhìn nhóm hán vệ tư lễ dám vẻ mặt lạnh lùng, đề phòng cẩn mật, hai cung nữ sợ hãi không mình, chúng ta từ ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới. Nhóm hán vệ tư lễ dám cẩn thận kiểm tra đồ ăn một lượt, ra xét bát đũa cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một góc cũng không tha, chỉ sợ có người lợi dụng đưa cơm để truyền tin tức trong hộp giữ ấm đang dùng than lửa hâm một bầu rượu, hai món chính, hai món ăn nhẹ, một bát canh. Không có chỗ nào kỳ quái, có người tới dùng châm bạc thử độc rồi mới nhận lấy hộp giữ ấm trong tay bọn họ, không chút biểu cảm nói, các ngươi có thể đi. Hai cung nữ sửng sốt, không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Một hán vệ tư lễ dám nhấc hộp giữ ấm lên, lắc đầu vị công chúa này vậy mà lại thành phạm nhân được đãi ngộ tốt nhất ở tư lễ giám chúng ta không biết công chúa ăn cây táo rào cây sung thông đồng với địch phản quốc này thiên tuế gia còn giữ lại làm gì một hán vệ có vẻ lớn tuổi hơn lạnh lùng trừng mắt với hắn một cái chuyện của chủ tử ngươi cũng bàn luận được à còn không mang đồ vào đi người kia lập tức không lên tiếng nữa đưa đồ vào trong thái bình đại trưởng công chúa nhận đồ xong lập tức sai minh nguyệt đóng cửa lại sau đó lấy tất cả đồ ăn trong hộp giữ ấm ra cầm lấy cái hộp đi tới bên cạnh bếp lò đổ hết than bụi giữ nhiệt trong hộp vào trong bếp dùng kìm gắp than gắp từng cục than còn đang cháy bỏ vào trong bếp lửa quả nhiên nhìn thấy một miếng nhìn như than nhưng hoàn toàn không bị đốt cháy ở dưới đáy hộp nàng cẩn thận lấy ra hơi dùng sức bẻ cục than kia thành hai nửa bên trong lộ ra một tờ giấy nàng lấy ra xem sau đó nhắm chặt mắt lại như hạ quyết tâm cái gì minh nguyệt ở bên nhìn nàng một cách bất an muốn nói gì đó cuối cùng không nói thành lời nửa tháng sau trong thiên lao nhìn cơm nước hoàn toàn không được động đến ngục tốt không nhịn được tức giận nói với người đang ngồi đưa lưng về phía hắn trong phòng giam tiền thái tử gia ta nói này chỗ chúng ta không phải ngự thiện phòng ngài cũng không phải thái tử gì nữa biết chấp nhận chút đi lát nữa ngươi phải lên đường xung quân biên cương lạnh thế này ngươi không ăn gì làm sao chịu được Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, nếu không có vị công chúa hung ác lần trước, hắn sẽ mặc kệ người thế này. Giọng nói hùng hổ của ngục tốt không khiến tư thừa kiền cử động mảy may, ngục tốt bất đắc dĩ rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng, đúng là không biết điều, chết đói luôn đi. Tư thừa kiền lẳng lặng nhìn bầu trời đầy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Nửa canh giờ trước, thuận đế hạ chiếu thư, lưu đầy hắn đến quận lỗ. Trong ấn tượng của hắn, Nơi đó hình như là nơi khai thác đá nổi danh Thiên Triều, vật liệu đá xây dựng cung điện thành phủ và hoàng lăng đều được vận chuyển tới từ đó, không ít công nhân khai thác đá là phạm nhân lưu vong. Chỉ không biết mình có còn mạng sống để tới đó hay không. Cho dù tới đó, lẽ nào mình sẽ làm bạn với nô lệ cả đời sao? Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, có một cảm giác lạnh lẽo và kiên quyết. Không, so với vậy, chẳng bằng nửa đường chết vì nước. Quả nhiên một khắc sau, người của nha môn Tư Lễ giám đã chuẩn bị xe ngựa. Dẫn Tư Thừa Kiền ra, đưa cho Tư Thừa Kiền một chiếc áo bông, đợi hắn mặc xong bèn áp giải lên xe ngựa. Hôm nay là một ngày nắng hiếm có, ánh mặt trời ban trưa soi sáng tuyết trắng trên mặt đất. Thế nhưng gần đó lại không một ai qua lại, chỉ có bảy, tám cẩm y vệ cải trang thành tiêu sư để áp giải hắn, thân phận của Tư Thừa Kiền đặc biệt nhạy cảm nên chiếu thư áp giải hắn đi cũng là bí mật ngay cả ngục tốt cũng thấy có người tới cửa mới biết thái tử gia sắp phải đi đầy. Trước khi lên xe, Tư Thừa Kiền không nhịn được quay đầu lại. Nhưng không nhìn thấy gương mặt hắn muốn thấy, hắn nhếch khóe môi cười tự dễu, lên xe ngựa. Xe ngựa cọt kẹt rời khỏi kinh thành gió tuyết. Hoàng hôn, từ mây trên trời đến tuyết trên đất đều như bị trời chiều nhuộm một màu đỏ tươi như máu. Gió mạnh thê lương, dưới ánh chiều ta có hai bóng người một đen một trắng đang đứng lặng lặng bên bờ sông nước chảy róc rách trong khe núi. Ngươi tội gì phải cứu ta, hành động lần này chỉ e người của tư lễ dám trong ba ngày sẽ ra ra được là ngươi làm. Chàng trai cao gầy đứng chấp tay, áo khoác màu đen trên người hắn tung bay, có cảm giác rất tiêu điều, rơi xuống từ vị trí sắp bước lên ngôi vị cửu ngũ. Mẫu hậu tuẩn tán khiến trên người hắn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước mà mang một chút âm trầm lạnh lẽo. Thái Bình đại trưởng công chúa vẫn mặc bộ đồ trắng nhiều năm, áo khoác lông cáo trắng, nàng nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói, "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, tóm lại, ngươi vẫn là huyết mạch của hoàng huynh, ta đã hứa chắc chắn sẽ cứu ngươi." Về phần ta, nàng dừng một chút, buông tầm mắt giấu đi buồn bã bên trong, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nói, "Ta vĩnh viễn là đại trưởng công chúa thiên triều, là thái hậu Tây Địch, cho dù Cửu Thiên Tuế biết ta thả ngươi đi thì sao?" Tư Thừa Kiền quay sang nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy và tan thương hướng về phía gương mặt mỹ lệ có phần kiêu căng của Thái Bình. Trong trí nhớ của hắn, tiểu cô cô này của mình luôn cả vú lấp miệng em như thế, kiêu ngạo như một bông hồng có gai, bừa bãi và phóng túng, giống như không có cái gì vào mắt nàng. Cũng đúng, thân phận của tiểu cô cô đặc biệt, dù thế nào Bách Lý Thanh cũng không dám tùy tiện làm gì ngươi. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, mang theo chút tự dẻo. Sau đó, hắn lại lạnh nhạt nói, có điều lần này từ biệt không biết năm nào mới có thể hồi kinh, gặp lại cô cô, có lẽ cả đời này. Hai ta không thể gặp lại nữa. Thái Bình Đại trưởng công chúa nhìn ánh mắt có chút phiền muộn của hắn, cười khẽ nói, được rồi, ngươi tự mình bảo trọng, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Tư Thừa Kiền lặng lặng nhìn Thái Bình Đại trưởng công chúa, ánh mắt rất phức tạp, hai người đã từng thân mật, đã từng oán hận lẫn nhau nay lại chỉ có thể nhìn nhau không biết nói gì hắn gật đầu ngươi bảo trọng nói xong tư thừa kiền xoay người lên ngựa đội mũ trùng che kín gương mặt mình kéo cương ngựa phóng như bay về phía đường nhỏ trong núi tùy tùng cũng xoay người lên ngựa chắp tay với thái bình đại trưởng công chúa rồi đuổi theo bóng lưng tư thừa kiền nhìn bóng người dần xa trên con đường nhỏ rồi biến mất trong khe núi đôi môi thái bình hơi nhếch lên đôi mắt kiêu ngạo và lạnh giá ửng đỏ, nàng ôm chặt lấy cánh tay mình, đầu ngón tay gần như đâm vào da thịt mới không chế mình đừng nghẹn ngào ra tiếng. Công chúa điện hạ quả là si tình, nếu đã vậy sao không lưu lạc thiên nhai với thái tử điện hạ luôn. phía sau vang lên tiếng dẻo cật của nam tử. Thái bình đại trưởng công chúa cứng đờ, nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi nuốt nước mắt vào trong, điều chỉnh tâm trạng xong mới xoay người nhìn về phía người vừa tới, lạnh như băng nói ngươi tới đây làm gì? Nam tử mặc áo choàng tháo mũ xuống, mỉm cười nhìn nàng, công chúa điện hạ, ngài quả là quý nhân hay quên chuyện, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Phương Quang sẽ tìm người thay ngài xử lý những chuyện sát phạt tàn nhẫn, diệt trừ cẩm y vệ đi theo thái tử gia, ngài sẽ cho ta những quân cờ thật sự mai phục ở tây địch trên tay ngài cho ta. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn chốc lát, bỗng lạnh lùng nói, Phương Quang, Bản cung tốt xấu gì cũng đã làm hoàng hậu Tây Địch 10 năm, chỉ không ngờ thì ra chưa từng chú ý hoàng thất Tây Địch còn có nhân tài co được giảng được như ngươi. Làm nam sủng của bản cung quả là phí phạm nhân tài. Không thể không nói, Phương quan làm mật thám thật sự thành công. Trên gương mặt tuấn Mỹ của Phương quan hiện lên vẻ chế dẻo, công chúa quá khen, ngài là hoàng hậu cao cao tại thượng đương nhiên không nhìn thấy người bình thường. Chúng ta nói chủ đề chính đi, Phương Quang đã làm chuyện mình cần làm, mời công chúa đưa thứ đó cho Phương Quang đi. Không có. Thái Bình đại trưởng công chúa không chút do dự nói. Phương Quang ngẩn ra rồi nhướng mày hỏi, công chúa Điện Hạ. Ngài nói cái gì? Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn, bỗng cười lạnh một tiếng, nói lại từng chữ một, bản cung nói, không có, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, thứ cửu thiên tuế lấy được còn là giả, nói gì đến mật thám tây địch như ngươi công chúa Điện Hạ. Phương Quang nguy hiểm nheo mắt lại. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn hắn khinh miệt, bản cung vĩnh viễn là công chúa Thiên Triều, trong người chảy dòng máu hoàng tộc Thiên Triều, sao có thể làm chuyện phản bội quốc gia mình. Phương Quang Nể tình ngươi đã hầu hạ bản cung một thời gian, bản cung có thể để ngươi đi, không truy cứu thân phận mật thám của ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi phải biến mất trước mặt bản cung. Dứt lời, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía bên ngoài khe núi khi đi qua phương quan nàng bỗng bị hắn giơ tay ngăn lại công chúa điện hạ ngài đã thông đồng với địch phản quốc từ lâu rồi thả thái tử đi ngài có biết chuyện này nghĩa là gì không nay ngài còn treo đùa phương quan sao phương quan nhướng mày mỉm cười nhìn nàng thái bình đại trưởng công chúa làm sao chịu nổi nam sủng chỉ trích mình lạnh như băng nói hừ thế thì sao ngươi lời còn chưa dứt nàng đã cứng lại trợn to mắt nhìn về phía phương quan một cách không dám tin. Phương quan chậm rãi chuyển động con dao găm đâm vào bụng Thái Bình Đại trưởng Công Chúa, xé vết thương ra to hơn, sau đó rút ra nhìn Thái Bình Đại trưởng Công Chúa ôm cái bụng đau đớn ngã trên mặt đất, hắn nở nụ cười khẽ, nụ cười lạnh giá mà tàn nhẫn, ta ghét nhất bị người khác lừa gạt, nhất là loại tiện nhân tự cho là cao thượng. Có thể đùa bỡn người khác trong tay như các ngươi sau đó phương quan vỗ lên huyệt tâm trên đầu vai nàng ngươi thái bình đại trưởng công chúa vương tây muốn bắt lại cái gì lại chỉ có thể bất lực nằm trên đất trơ mắt nhìn đối phương ung dung đội mũ che mặt xoay người đi về phía một con đường nhỏ khác ra ngoài khe núi không phát nổi một tiếng nào thái bình đại trưởng công chúa hối hận nàng không nên vì ở một mình với thừa kiền mà để lại tất cả thị vệ ở ngoài khe núi thế nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng trên người nàng, nhìn giống như một đóa mẫu đơn màu máu nở trên tuyết trắng, đồng thời mang đi tất cả sức lực của nàng. Nàng nhìn trời đất mênh mông chìm trong màu đỏ hoàng hôn. Vì sao vậy? Vì sao cả đời nàng luôn làm chuyện khiến mình hối hận? Dùng sức lực cả đời chống đỡ sự kiêu ngạo của mình, lại hết lần này đến lần khác thua trắng tay. Một thân kiêu ngạo, một thân thất bại nàng luôn dần dần đuổi những người nàng quan tâm ra xa nàng luôn muốn nắm tất cả những thứ nàng quan tâm trong tay nhưng tất cả yêu hận oán thù đều như cắt trong tay nắm càng chặt chảy ra càng nhanh tuyết không biết đã rơi từ lúc nào trước mắt nàng dần dần mơ hồ nàng cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía nam khe núi cuối con đường nhỏ là yêu và hận mà nàng mang theo suốt đời từ nay về sau sẽ không còn quấy nhiễu người kia nữa phải không nghiêng cả cuộc đời đổi lấy một tiếng thở dài trước khi ra đi của hắn. Thái Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt trời đỏ vẫn tươi đẹp như vậy, tự như 12 năm trước, khi còn trẻ. Nàng và hắn nhìn thấy nhau trong lúc lưu lạc ở ngoại thành. Tươi đẹp đến buồn bã. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gương mặt nàng, rơi xuống. Thật là lạnh. Mùa đông thiên triều. Gió lạnh thổi qua, lướt qua khe núi trống trải và cô đơn, có một mỹ nhân áo trắng yên lặng nằm trên tuyết, đầu vẫn nhìn về phía nam, đôi mắt long lanh nhưng trống rỗng mãi nhìn về phương xa. Nhân gian nhiều mưa gió, năm tháng chạnh lòng người, đôi mắt không một chút sức sống của nàng giống như xuyên qua không gian và thời gian, nhìn thấy thiếu niên hăng hái kia thúc ngựa chạy như bay. Cười gọi thiếu nữ thúc ngựa phi nước đại phía trước, cô cô, cô cô, thời gian không ngừng trôi, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, quãng thời gian đó vĩnh viễn không còn nữa ông đây là đường ranh giới thêm em gái Ngọc Mai vào đoàn thân vệ của cửu gia, được sờ bàn tay ngọc ngà của cửu gia ba giây. Khi tin tức Thái Bình đại trưởng công chúa đã chết truyền tới cũng là lúc phát hiện tư thừa kiền mất tích. Giám ngục trưởng của Thiên Lao đã chạy trốn, khi người của cẩm y vệ ra được tung tích của hắn thì phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự vẫn tại một khách sạn nhỏ ở quận Hoàng Tây. Bất kể là bị giết hay tự sát đã không còn quan trọng mà tất cả thế lực của Thái Bình Đại trưởng Công Chúa đều bị tư lễ giám quét sạch, phân tán, bỏ tù. Vị Thái tử gia này quá độc ác, Thái Bình Đại trưởng Công Chúa bất chấp tất cả để cứu hắn, hắn lại giết Công Chúa Điện Hạ để che giấu hành tung. Lý Mật tức giận vỗ bàn. Hắn trời sinh tính tình ngay thẳng, hận nhất nam tử xấu xa lợi dụng nữ tử để đạt được mục đích. Mọi người tuy cũng tức giận Thái Bình đại trưởng công chúa tùy ý làm bậy nhưng cũng bội phục hy sinh của vị công chúa này cho huyết mạch của tiên đế. Càng nhiều người nổi giận mắng tư thừa kiền vong ân phụ nghĩa. Chỉ có những người biết chuyện là im lặng. Vẻ mặt Tây Lương mặt rất nặng nề, chờ mọi người giải tán nàng mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lặng lặng nhìn hộp gỗ tử đàn trước mặt mình, đó là thứ minh nguyệt giao cho nàng, là thứ Thái Bình Đại trưởng công chúa dạng Minh Nguyệt giao cho nàng trước khi cứu Tư Thừa Kiền đi. Danh sách mạng lưới tình báo thật sự ở Tây địch. Tây Lương mặt nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy không phải Tư Thừa Kiền ra tay. Nàng dừng một chút rồi hít sâu một hơi, ngươi nói xem, nàng có hối hận không? Bách Lý Thanh đi tới bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói, gió thu không giải được nỗi tương tư. Đời này nếu đã có Phong Hoa và Tuyết Nguyệt thì ngay cả chín lần chết cũng không hối hận ở một trình độ nào đó mà nói, trong hắn và Thái Bình đều có một dòng máu cố chấp, cực yêu và cực hận. Tây lương mạc dường như cảm thấy rất lạnh, dựa vào trong lòng hắn, không hiểu sao có một loại bất an kỳ dị. Nàng dựa sát vào hắn cười mỉa, ngốc nghếch. Ngươi cũng biết ta không mong chính lần chết cái gì, chỉ hận không thể bên nhau cả đời. Bách Lý Thanh ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói, từ bên nhau cả đời. Tây Lương Mạc lẳng lặng nhìn cơn mưa rã rít ngoài cửa sổ, đập xuống lá rụng đầy đất. Một cô gái như vậy, yêu hết sức tùy hứng, hận hết sức tùy hứng, như một bông mẫu đơn rực rỡ, cả đời cố chấp với lòng kiêu ngạo của mình, cố chấp với yêu hận của mình, tùy hứng đến buồn bã. Hoa rơi nước chảy, cuối cùng vô ý, từ nay về sau bông mẫu đơn hoàng gia điêu linh trong mưa. Rơi vào hoàng tuyền, không còn trở lại nữa. Các bạn đang nghe trên kênh Nhà đọc truyện. Chương 100, vào đông, trời lạnh, tầng mây dày che lấp cả bầu trời trong, tầng tầng lớp lớp, dùng nén làm người ta cảm thấy không thở nổi. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bung dù che tuyết nhanh chân đi về phía phòng mình. Công chúa Điện hạ đã chết, nay nàng nên nhanh tay thu dọn đồ đạc, thừa dịp hỗn loạn rời đi thì hơn. Điện hạ dùng hết tất cả lực lượng trong triều gần như dùng mạng công kích nhờ có cửu thiên tuế còn nương tay với điện hạ đồng thời có phương quan làm nội ứng mới có thể thành công nay sự việc đã bại lộ tuy nàng đã giao đồ cho thiên tuế vương phi theo sự nhắc nhở của công chúa thế nhưng công chúa điện hạ vốn không phải người trong sạch nếu cuối cùng ra được chuyện gì không rõ ràng minh nguyệt nàng làm đồng lõa của công chúa điện hạ nhất định sẽ không có kết cục gì tốt tốt nhất là chạy là trên hết về phần phương quan nàng cắn môi rồi thầm thở dài một tiếng tuy nàng thích phương quan thích hắn chạm vào mình nhưng nàng không phải đồ ngốc ở bên cạnh công chúa điện hạ lâu loại nam nhân nào còn chưa từng gặp phương quan kia chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi điều này nàng có thể nhìn ra được nếu công chúa đã quyết tâm dù chết cũng phải cứu thái tử còn giao đồ cho nàng chứng tỏ công chúa điện hạ rốt cuộc vẫn có vài phần thật lòng quan tâm đến thị nữ thiếp thân như nàng nếu như giao cái này cho cửu thiên tuế nói không chừng có thể đổi một mạng của nàng bởi thế nàng đương nhiên không có lý do gì giao đồ trong tay cho một nam nhân không đáng tin cậy như phương quang minh nguyệt nhìn quanh thấy bốn phía tối đen không người mới cẩn thận tới gần phòng mình thấy khóa trên cửa vẫn còn nguyên chưa bị đụng chạm yên lòng lấy chìa khóa mở cửa chuẩn bị đi vào lấy đồ nàng vào trong phòng bên trong hoàn toàn tối om nàng yên tâm đi lấy đá đánh lửa trên cái túi đề đồ linh tinh trên trên cửa, một đống lửa bùng lên, nàng châm nến trên giá. Trong phòng sáng hơn, nàng thở vào một hơi, đang định mở tủ lấy tiền tài mà mình tích cóp được, vừa quay người thì đụng vào một thân thể không biết đứng sau nàng từ lúc nào. Minh Nguyệt sợ tới mức suýt nửa hét lên, lại bị người kia bịt miệng. Đè lên tường. Người kia cười mỉa nói, Minh Nguyệt, làm sao thế? không nhận ra ta sao? Minh Nguyệt sợ hãi nhìn hắn, là Phương Quang, không biết vì sao hôm nay nhìn Phương Quang có một cảm giác rất đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Phương Quang nhếch môi cười khẽ, ngươi sợ cái gì thế, sợ ta ăn ngươi à? Hay là, hắn thoáng dừng, cười âm trầm, hay là ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta? Minh Nguyệt ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Chật chật. Nữ nhân thật sự là thứ tàn nhẫn nhất, ghê tởm nhất. Cũng thích lừa gạt nhất trên đời, ta còn tưởng xử nữ thì sẽ sạch sẽ hơn một chút, thì ra cũng buồn nôn như nhau cả. Phương Quang liếc nàng cười khẩy, mốt tay chậm rãi vuốt theo đường cong yểu điệu của nàng, sau đó bỗng kéo váy nàng lên thô bạo đâm vào trong cơ thể nàng. Hoàn toàn không có khúc dạo đầu âu yếm khiến Minh Nguyệt đau đến tái mặt, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không dám, miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể nịnh nọt kẹp lấy eo hắn, cố gắng lấy lòng để đối phương tha cho mình. Để mặc đối phương tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình như giả thú nổi điên. Cuối cùng hắn bỗng cúi đầu xuống hôn một cái lên trán nàng. Khi Minh Nguyệt cho rằng hắn đã tha thứ cho mình thì một bàn tay lạnh giá chụp lên cổ nàng, sau đó chậm rãi dùng sức nắm chặt. Minh Nguyệt kinh hoàng trợn tròn mắt, dùng sức giãy dụa, thậm chí lật đổ giá nến trên bàn cũng không thể đánh lại sức mạnh đáng sợ của nam nhân, cho đến cuối cùng nàng không còn dãy dụa nữa không còn nhúc nhích mềm người xuống không còn phát ra một tiếng động động tác của nam nhân vẫn chưa dừng lại trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc sảng khoái và tiếng thì thầm âm u của hắn tất cả những kẻ lừa dối ta trêu đùa ta đều phải chết bầu trời tối tăm tuyết rơi lặng lẽ ông đây là đường ranh giới em gái vi võ thành nữ thân vệ của cửu gia tới sờ bàn tay ngọc ngà của a cửu ba dây tốc ngọc cung Minh Nguyệt đã chết. Tây Lương Mạc nhướng mày nhìn tiểu thắng tử. Tiểu thắng tử ngập ngừng, vẻ mặt phiền muộn, đúng vậy, bị người ta bóp chết tươi. Gần đây làm sao thế, lẽ nào năng lực của tư lễ dám bọn họ đã lùi bước, có kẻ ẩn núp quanh đây giết người cũng không biết. Thiên tuế gia biết chưa? Tây Lương Mạc trầm ngâm hỏi. Tiểu thắng tử gật đầu, vẻ mặt cầu xin, gia đương nhiên đã biết, vì thế các vị công công tư lễ giám trực ban hôm qua có chút thể diện hôm nay đều tới hồ hoáng bích mò cá rồi, tay lương mặt hoàn toàn, mò cá, giữa trời mưa tuyết thế này. Phương pháp nghiêm phạt biến thái của gia càng ngày càng đa dạng. Tiểu thắng tử hít một hơi, lắc đầu nói, thế này đã coi như gia khai ân rồi, tất cả cấm quân làm nhiệm vụ tối qua đều bị cách chức, đi theo vị công công ở tịnh phòng học tay nghề rồi. Học tay nghề tịnh thân. Tây Lương Mạc không còn gì để nói, đại nam nhân bị ép đi học loại tay nghề này, có lẽ sau này sẽ sợ đến mức cả đời không cứng được, đối mặt với uy hiếp cỡ đó, có lẽ đám cấm quân kia đang hối hận không gì sánh được vì sự sơ suất đêm qua. Đối mặt với sự dày vò tinh thần còn đáng sợ hơn cả dày vò thể xác như vậy, chẳng trách tên đại hồ ly nhà nàng có thể khiến người dưới phục tùng, nếu không ai biết vị gia này có thể nghĩ ra phương pháp hành hạ người khác hoàng mỹ thế nào được nữa. Được rồi dẫn ta đi xem thi thể. Tây lương mặt nhìn mặt đất trắng tinh, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu thắng tử ngẩn người, sau đó thoáng do dự, nhân tiện nói, hả, nơi xui xẻo như vậy phu nhân đừng nên tới thì hơn. Hơn nữa chỉ là một nha hoàng bình thường chết mà thôi, đã để người khám nghiệm tử thi của tư lễ dám đến xem, không có phát hiện gì nhiều, ngoại trừ biết kẻ giết nàng ta là nam tử thì không còn manh mối gì nữa. Tây lương mặt thản nhiên nói, không sao, cũng không xa, huống hồ nếu người chết là suối quẩy thì chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đến nơi suối quẩy. Đúng không? Tiểu thắng tử nghĩ thấy cũng đúng, người của tư lễ giám có ai chưa từng nhìn thấy xác chết. Hắn sai tiểu thái giám bên cạnh mình dẫn tay Lương Mạc đi. Khi Tây Lương Mạc tới hiện trường, thi thể của Minh Nguyệt gần như đã được xử lý xong, khám nghiệm tử thi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, thấy có công công tư lễ giám dẫn Tây Lương Mạc tới, tuy không biết là vị nào nhưng cũng biết là quý nhân, liền cung kính dập đầu, bái kiến quý nhân. Tiểu thái giám the thế nói, vị này là thiên tuế vương phi. Không phải quý nhân bình thường đâu. Người khám nghiệm tử thi kia sửng sốt, lập tức lại quy củ dập đầu, tham kiến thiên tuế vương phi. Tây lương mặt vương tay đỡ hắn lên, không cần đa lễ, trước tiên nói phán đoán tình hình của ngươi đi, xem ai có khả năng là hung thủ có thể ra tay trong cung nhất định không phải người bình thường. Người khám nghiệm tử thi kia gật đầu, vừa kính cẩn đi cùng Tây Lương Mạc tới bên cạnh Minh Nguyệt vừa nói, vị Minh Nguyệt cô nương này bị bóp cổ chết, trước khi chết e rằng từng bị xâm hại. Quần áo trên người tuy chỉnh tề nhưng có dịch của nam tử, hơn nữa đối phương còn vô cùng thô bạo. Tây Lương Mạc từ khẽ một tiếng, sau đó nhìn vết tím bầm trên cổ Minh Nguyệt, nàng hơi nhăn mày, có thể gây chuyện trong cung, hung thủ hẳn là vô cùng quen thuộc nơi này. Khám nghiệm tử thi cũng nói, vâng, tiểu nhân đã bẩm báo tình hình cụ thể cho công công ở gia hình tư của tư lễ giám, kiểm tra tất cả binh sĩ ngự lâm quân chấp hành nhiệm vụ đêm qua, tạm thời còn chưa phát hiện có gì khác thường. Ngự lâm quân Không sai, nhìn có vẻ như có kẻ ẩn nút trong ngự lâm quân gây ra chuyện này, nhưng mà nàng luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như thế. Tây lương mặt trầm ngâm chốc lát, gật đầu với người khám nghiệm tử thi, phiền ngươi ghi lại vết tay này, nói không chừng sau này cần dùng đến khi bắt nghi phạm. Khám nghiệm tử thi lập tức nói, vâng. Khi Tây Lương Mạc trở lại tốt Ngọc Cung vừa lúc thấy Liên Công Công dẫn rất nhiều hán vệ tư lễ giám và cẩm y vệ ra ngoài, thấy Tây Lương Mạc tới đồng loạt hành lễ, Tây Lương Mạc khoát tay bảo bọn họ không cần đa lễ bọn họ mới rời đi. Tây Lương Mạc xoay người vào điện, bảo Bạch Nhụy cởi áo choàng xuống cho nàng, không thấy bách lý thanh ở chính điện bèn xoay người vào nội điện quả nhiên thấy bách lý thanh đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn trời đất trắng phao bên ngoài sắc mặt tăm tối không biết đang nghĩ đến cái gì làm sao vậy tây lương mạc nhìn hắn hỏi trong đôi mắt âm u của bách lý thanh hiện lên một tia lạnh giá cười lạnh một tiếng vị thập ca kia của ta vậy mà chưa ngu hết thuốc chữa ít nhất còn cực kỳ đề phòng ta Hôm nay người của Kim Mục Tư thuộc Tư lễ giám tỉ mỹ kiểm tra cung Hoa Trân mà Thái Bình ở, phát hiện một mật đạo thông ra tứ phía, ngay cả ta cũng không biết. Có điều mật đạo kia đã quá cũ, một đoạn thông ra ngoài cung ngập nước không thể đi qua. Nếu không có lẽ trước kia Thái Bình đã dẫn thằng nhóc Tư Thừa Kiền cùng nhau xa chạy cao bay. Hẳn là lúc đó vị thập ca của ta cực kỳ tin tưởng muội muội này, chỉ tiếc cuối cùng đường lui hắn giữ lại cho mình không ai dùng đến con trai chạy thoát cũng nhờ muội muội của mình dùng mệnh đổi lấy. Tây Lương Mạc khẽ thở dài, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Khi đó tiên đế cảm thấy thiệt thòi cho Thái Bình công chúa, huống hồ hắn còn vô cùng hiểu muội muội của mình, nàng không phải người tâm địa gian xảo, vì thế mới giao cho nàng một lực lượng không nhỏ, mong rằng sau khi hắn chết đi có thể cho con cháu mình một đường lui, nay Thái Bình đại trưởng công chúa đã chết, coi như, nàng thoáng dừng rồi mới nói, coi như trừ đi một mối tai họa ngầm mà thôi đây cũng là lý do vì sao thái bình đại trưởng công chúa có thể đưa thái tử ra đi ngay trước mắt tư lễ giám năm đó tuyên văn đế nhất định đã giao cho nàng không ít quyền lực thế nhưng bằng thực lực của nàng mà muốn trực tiếp xông vào thiên lao cướp tù là không thể nhất định phải có người mật báo với nàng nàng mới có thể ra tay trên đường chuyện đưa thái tử đi bọn họ mới quyết định gần đây công tác bảo mật cũng không tệ Người tiết lộ thiên cơ nhất định là mật thám trong tư lễ giám bọn họ A à cửu, ngươi còn nhớ màn kịch chúng ta diễn với Mị Lục sau khi Bạch Ngọc mất tích không Trịnh công công dụ dỗ Mị Lục, giật dây bắt cầu giữa Mị Lục và Bách Lý Liên Nhi Sau khi xảy ra chuyện trịnh công công kia lập tức uống thuốc độc tự sát Chúng ta không tra được những chuyện khác Chuyện hôm nay chứng tỏ trong tư lễ giám chúng ta e rằng không chỉ có một nội quỷ là trịnh công công Tây Lương Mạc Trầm Ngâm nói Trịnh Công công dụ dỗ Mị Lục, nhị hoàng tử tây địch lấy được chiếu thư của Thái Bình, Thái Bình có thể thả Thái tử gia chạy thoát, Minh Nguyệt chết, giống như phía sau luôn có một cái bóng liên kết tất cả với nhau. Bách Lý Thanh không thể phủ nhận, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu không thấy đáy, hắn nhàn nhạt nói, nếu để bản tọa phát hiện kẻ nào ở phía sau làm trò quỷ. Hắn không nói tiếp, có điều ánh sáng trong mắt cực kỳ đáng sợ, khiến người ta không rét mà run một lúc sau, hắn bỗng cười cợt nói, đúng rồi, ngươi có biết một mật đạo trong đó thông đến đâu không? Tây Lương Mạc lắc đầu, nàng chưa từng đi xem mật đạo kia, đương nhiên không biết. Thế nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, nàng nheo mắt lại, sẽ không phải nơi ở của vị trinh nguyên công chúa đã cùng ngươi rơi xuống hố đấy chứ. Bách Lý Thanh cười cười nói, còn chỗ nào được nữa? Tây Lương Mạc không nhịn được lắc đầu, chẳng trách lúc trước Thái Bình Đại trưởng Công Chúa đề nghị để Trinh Nguyên Công Chúa ở cung Hương Lan. Thì ra là như vậy. Nàng dừng một chút rồi lại nói, có điều cho dù hôm nay chúng ta đi tìm vị Trinh Nguyên Công Chúa kia, chỉ cần người ta khăng khăng phủ nhận thì chúng ta cũng không làm gì được, huống hồ cho dù đi tìm nàng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Bách Lý Thanh nắm nghía móng giả trên ngón út của mình, lạnh lùng nói, quả là dễ dàng cho tiện nhân kia, biết sớm như vậy thì lúc đó ta nên dẫm gãy vài cái xương sườn nữa mới phải. Tây Lương Mạc nói, gia không cần tức giận, chỉ cần chén thuốc của lão y chính là đủ cho nàng ta chịu đựng rồi. Khi đó Trinh Nguyên công chúa không biết điều, nghi ngờ y thuật của lão y chính, lão y chính dùng dược trừng trị một hồi, nếu nàng ta ngoan ngoãn chịu phạt, chịu đắng uống hết thuốc của lão y chính thì không có chuyện gì, thế nhưng nàng ta chê đắng, chưa từng uống, thà rằng uống canh gừng canh gừng vốn tương khắc với loại thuốc kia, không biết lão y chính dùng biện pháp gì mà khiến nàng ta sau này chỉ cần uống thuốc cổ họng sẽ ngứa, không nhịn được muốn nôn. Thế nhưng nếu không uống thuốc thì đương nhiên bệnh trên người không khỏi được. Người bình thường uống một bát thuốc là xong, nàng ta thì phải uống ba bát mới đủ lượng thuốc, hiện giờ có lẽ đang đắng không nói nổi thành lời. Bách Lý Thanh thản nhiên nói, như vậy vẫn là quá dễ dàng cho ả. Tây Lương Mạc không nhịn được cười nhạo, bắt chước giọng điệu của hắn, cũng đúng, nàng ta đúng là mù rồi mới để mắt tới cửu thiên tuế chúng ta, nếu biết sẽ bị ngươi dẫm gãy xương sườn có lẽ nàng ta không dám quyến rũ ngươi đâu. Khi đó nàng có thể thông đồng thành công vị gia này, nay nghĩ lại hơn phân nữa có lẽ nhờ thân phận đặc biệt của mình khiến Bách Lý Thanh nể tình ba phần. Thứ hai là vì sự khác người của mình khiến lão yêu này cảm thấy thú vị, có giá trị để nghiên cứu và dày vò các kiểu, thế nên mới vào mắt hắn bách lý thanh liếc nàng nguy hiểm nheo mắt lại nha đầu ngươi có ý gì tây lương mạc cười cười không có gì chỉ cảm thấy da càng ngày càng đẹp thôi bách lý thanh hừ lạnh một tiếng sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái gương thủy tinh tây dương cực kỳ tinh xảo sang quý soi mặt mình nếu không có đứa khiến người ta đau đầu như ngươi có khi vi sư còn đẹp hơn thế này ấy chứ tây lương mạc đối với chủ đề này nàng không có bất cứ bình luận nào nếu không lại bị thằng nhãi này sai đi làm đủ các loại mỹ phẩm dưỡng da. Ông đây là đường ranh giới cửu gia, trong cung vì chuyện Thái Bình đại trưởng công chúa mà tạo ra sóng gió rất lớn, khiến giữa mùa đông mà lòng người như lửa đốt, vệ sĩ trong cung bị bỏ cũ thay mới một nhóm, trực tiếp thay bằng người của phi vũ quỷ vệ dưới trướng phi vũ đốc vệ. Trong nháy mắt đã tới cuối năm, tới lúc nhà nhà chuẩn bị cho năm mới. Triều đình cũng chuẩn bị nghỉ lên triều, thì bỗng nhiên một ngày trước khi nghỉ triều, sứ thân Tây Địch dâng lên một phong thư, xét thấy hiện nay tân chủ Tây Địch đăng cơ, vì vậy tân hoàng Tây Địch muốn đích thân mời hoàng đế thiên triều tới biên quan, tại sông Vị Thủy, nơi mà năm đó Tề Hoàng Công và Lỗ Quốc Công đã kết minh, cùng ký tên để hai nước vĩnh viễn là láng giềng, kết quan hệ thông gia. Bách Lý Thanh trở lại tốc ngọc cung liền đi thẳng vào tẩm điện. Hắn vừa mở cửa đã thấy Bạch Nhụy không mình với hắn ra dấu đang ngủ, hắn không khỏi nhớ mày, nha đầu kia vẫn còn đang ngủ. Bạch Nhụy tỏ vẻ, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Bách Lý Thanh không nói gì thêm, đi vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy tiểu hồ ly của hắn đang làm tổ trong chăn mềm, dáng vẻ rõ ràng đang chơi cờ với Chu Công. Ánh mắt hắn tối xuống, khoát tay để những người hầu khác lui ra, ngồi xuống bên giường, vương tay khẽ vạch cái chăn sắp trùng kính mặt Tây Lương Mạc, thấy trên cổ và xương quai xanh của nàng lộ ra một đoạn da thịt nhẵn nhụi trắng mịn. Trên đó còn dấu vết đêm qua hắn để lại. Ánh mắt Bách Lý Thanh không khỏi xa sầm xuống, có mùi của nguy hiểm, sau đó hắn vươn tay cởi áo trong của nàng, nhìn tay lương mạc ngủ hoàn toàn không đề phòng chút nào, nàng không nhận thấy cảnh xuân trước ngực mình đã lộ ra, hắn hơi nhếch khóe môi. Đột nhiên vương bàn tay cực kỳ lạnh giá đặt lên bầu ngực tuyết trắng của tây lương mạc. A. À, một tiếng kêu thảm thiết gần như đánh bay nóc nhà, cũng làm mọi người trong tốt ngọc cung giật nảy mình, đám bạch trân vô thức chạy ù vào. Sau đó, người có thể ít biến thái đi được không? Có thể đổi cách khác gọi người ta dậy không? Tây lương mặt hừng hực lửa giận, tàn bạo cầm lược chải mái tóc rối bù của mình. Tên khốn kiếp bách lý thanh kia, đến giờ nàng còn cảm thấy ngược lành lạnh, đúng là muốn lấy mạng người khác, rõ ràng biết nàng sợ lạnh nhất còn sờ nàng như thế, Bách Lý Thanh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới cơn giận của nàng, chỉ hơi nhếch khóe môi, cười cợt nói, ai bảo ngươi ngủ như heo, có điều phương pháp này cũng tốt đấy. Miễn cho ngươi ngủ nướng. Thường ngày muốn bắt nha đầu này rời giường, nàng không lăn lộn trên giường một canh giờ là không dậy nổi, hắn vốn cũng thương nàng nên để nàng ngủ nhiều một lát, không ngờ nàng càng ngày càng quá đáng, trời chưa tối đã chui lên giường, giữa trưa mới dậy, biện pháp hôm nay rất tốt hắn cũng vô cùng vui lòng dùng biện pháp tình thú này để gọi nàng bách lý thanh liếc tây lương mạc cười khẽ nếu có lần sau chúng ta có thể đổi sang sờ chỗ khác cũng được tây lương mạc theo ánh mắt hắn nhìn về phía giữa chân mình sắc mặt nàng khi thì đỏ khi thì tái nàng cắn răng mắng biến thái rõ là biến thái trong đầu tên khốn kiếp này toàn những cái gì vậy bách lý thanh ưu nhã nằm xuống ghế dài thản nhiên nói đúng rồi Tây địch đưa thư nghị hòa tới, bọn chúng muốn kết minh ở vị thủy. Hết quyển 2. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.